không tính đi đâu ạ? À? Lên xã một chút. Ủa sao không kêu bấy cò chở không đi? Trời đất ơi, có dặn hôm qua rồi đó, bây giờ này chưa thấy mặt mũi gì hết trơn. Có khi nào nó quên không? Hay ông gọi điện nó thử coi. Bảy hả? Dạ nghe tía. Ủa sao qua hứa bữa nay qua chở tía đi công chuyện, giờ này không thấy mặt mày chân gì? Không có hứa tía. Trời đất ơi, tía chờ từ sáng tới giờ có thấy đâu. Ý quên, con chở, đang chở vợ con đi khắp trai tía ơi. Vậy đó hả? Dạ, con tía không cảm con cái ha. Ừ, nó làm đi. Dạ. Sao rồi ông? Nó chở nhé đi khám thai rồi. Vậy hả? Hay ông kêu trưởng ban của ông á, chở ông đi đỡ đi. Chắc vậy thôi chứ, người đâu nữa. Ôi giời. Ai ai ai, tao đẹp trai mà ê quá chừng. Ai ai ai, chơi đi chơi một chút coi nào. Chú hai. Trời ơi, lâu quá thấy chú kiếm con kìa. Thì có công việc tao mới kiếm mày, nhờ mày chở đi chứ. Ủa sao bình thường thấy bãi cò hay chở chú mà? Bãi cò đi công chuyện đó rồi. Chế trời cho ngày nào bãi cò cũng mắc công chuyện, nên con chở hoài hoài luôn. Tao cũng tính mua chiếc xe để chạy tới chạy lui. Chú tính mua xe hả? Ừ. Đúng rồi, mình có chiếc xe cái mình đi đâu cũng tiện chân á. Cái chiều chiều rảnh rảnh cái chú hai chở thím hai đi hóng mát xẻo lá rồi này kia cũng được. Ủa tao mua xe mày không sợ mất máu hả? Sợ sao không trời, con sợ mất máu còn chết á. Thôi kệ đi, mình mất máu này cái mới mốt ông trời cũng cho mình mới khác liền à. Biết suy nghĩ vậy cũng tốt. Hả? Vậy mày sửa xe á, coi cái chiếc xe nào còn được được đó, giới thiệu tao mua chiếc đi, tao cho tiền cà phê. Ờ thế á, mà chú hai tính mua xe cũ hay xe mới? Chắc mua xe cũ thôi, xe mới mất tiền quá mày. À, thôi cũng được. Mà chú hai tính mua cỡ nhiêu? Xe cũ cũ cỡ nhiêu tiền? Đủ thứ giá hết á. 2 triệu cũng có nè, mà 20 triệu cũng có nữa nha. Vậy mua xe cỡ mười mấy triệu đi, cho nó êm. Mười mấy triệu hả? Có không? Chắc có á. Mà chú tính mua xe tay ga hay là xe số thứ con vậy? Thì lựa xe nào mà dễ chạy nè, còn mới nè, bền nè, rẻ tiền nè là được. Yêu cầu khó dữ à. Trời đất ơi. Ừ. Được rồi, cái vụ này chú hai để con tính cho. Dạ. Yeah. Sao anh trai? Cái xe này máy móc thì còn ngon nha, mà có cái 4 tháng sau hơi mòn chút đỉnh. Tôi cũng định thay bữa giờ á, mà tại bằng công chuyện quá, chưa thời gian thay nữa. Anh à. Sao anh? Thấy mặt anh lạ lạ, làm như tới đi chơi hay là thăm bà con gì đúng không? Tôi có người bà con gần đây nè, nay sẵn tiện đi ngang á, nên ghé thăm. Anh đàn ông trai chạy xe gì mà kỹ thì ớn. Xe còn mới cáo luôn nè tao ơi. Trời, nhiều khi mua vậy chạy đâu có nhiêu đâu, nhiều khi để nhà chùm mền nữa. Ôi đất ơi, kỹ đến mức mà mấy ngóc này là còn sáng trưng luôn á. Kiểu này là chưa có đụng vít hay chìa khóa gì vô đúng không? Tôi mới vừa túi tao lại á, cho nó mới ken xà beng luôn đó. Dữ dằn tao ơi. Alo, tao nghe nè. Tao biết rồi, có gì bán xe xong á thì tao đưa tiền cho. Bán xe mà mày làm như bán rau không bằng á, mà muốn bán là bán hả? Ừ, tao biết rồi. Vậy nha. Anh à. Ừ? Mày tính bán chiếc xe à? Ừ, tôi định bán con xe này á, tôi mua con khác ngon hơn. Ủa hả? Xe còn cứng khử nha. Tại ghiền con khác quá. Bán thì không, tôi là tôi có người ta tính kiếm xe mua á, bán tôi giới thiệu cho. Hay là ông giới thiệu đi, có gì bán được á thì tôi gửi tiền cà phê cho. Dạ. Yeah. Ừ. Chú hai coi nè, xe xịn lắm luôn á. Đó, hiểu không, hiểu không? Nhanh nè, đó, xin cho anh qua trái qua phải nè, đó. Yeah. Ngon thiệt không mày? Tao tin tưởng tay nghề mày nghe tèo. Trời ơi,
Thử xuống xe ở đây sao không tin được. Có cái gì mà máy móc đồ này kia mà không đàng hoàng hả? Chú hai qua kiếm con, cạo đầu con cũng chịu nữa. Thôi vậy vô này uống nước đi tính tiền luôn. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Xe chính chủ không con? Dạ, xe chính chủ 100% luôn đó chú. À, đây, tiền nè, cô gửi con. Dạ. Dạ, đủ cô ha. Ha. À, đây, con gửi cho cô chú cái cà phê xe. Dạ đây. Ủa, vậy thôi chứ không cần đi công chứng gì hả con? Ừ, cô chú có cầm cà phê xe nè là chạy được rồi. Nhưng nếu như cô chú mà muốn đi công chứng á, để ngày mai con ghé lại. Rồi con với cô chú đi công chứng luôn. Chứ hôm nay cuối tuần á, đâu có ai làm việc đâu. Ngày mai qua nghe. Dạ, chắc chắn là mai con ghé rồi. À, thôi, con xong việc rồi, con xin phép cô chú, con đi về trước. Ê, để tôi chở ông vậy. Về trước rồi chú thứ hai. Ừ. Cảm ơn mày nha Tèo. Dạ. Tèo uống mấy nước nè con. Thôi thôi, con uống rồi, lát quay lại uống nữa. Thôi cô chú con đi. Về nghe. Xe chạy êm không? Quá êm luôn. Qua mới chạy thử rồi. Không ăn xăng luôn con. Thôi, nếu mà xe êm gì nè, chắc con kêu anh Tèo kiếm giùm con chiếc quá. Chi vậy? Thì để con lên Sài Gòn chạy tới chạy lui, con chạy đi học. Thôi, đi xe buýt đi, cho nó đỡ ô nhiễm môi trường giùm cái. Tía thiệt luôn á. Cưng xe dữ ha. Cứng đâu cứng trời. Lao chùi riết à. Chùi vừa vừa thôi chứ chùi lao quá tróc hết sơn à. Đi xe ta phải kỹ vậy nè. Ta lao chùi hàng ngày cho nó bóng hới vậy đó. Nó mới bền vững đi cho nó lâu. Làm đồng tiền mà bỏ ra mua xe nó cực lắm. Phải kỹ chứ. Đâu hả? Chợ. Lên đi chở cho đi. Được không đó? Vậy thôi đi bộ đi. Hỏi lại tôi một lần nữa thử đi. Đi không? Đi chứ ngu gì không đi. Đi lên lên. Từ, đừng nói mà nó ngay cho nó đúng cái luật giao thông đã chứ. Chờ chút. Chơi cái kiếm đây. À, chạy xe mới rồi phải đeo kiếm mới. Chờ chút nghe không? Lên chưa? À, lên. Tay đâu? Bắt giữ cái vỏ. Còn tay kia đâu? Không ôm ngang eo hết rồi lọt nắng chịu à. Chứ nhớ một lần thường ngày bà lẹ tay lắm mà sao nay chậm vậy ha. Biết rồi, ôm nè. Rồi chở đi có chở về không vậy? Nó hên xui à. Hỏi trước cái đó không có trả lời, tài xế không có trả lời câu đó được. Vậy là bỏ giữa chợ luôn ha. Chưa biết à. Chắc nha. Rồi chắc rồi. Rồi đi đi. Rồi. Ủa anh Tèo, mấy này không qua bán cua hồng nữa hả? Ừ. Kêu cổ làm đem qua đây. Chứ tao qua bển người bỏ tiệm ai coi mày. Dạo này con người ta chí thú làm ăn dữ ha. Chứ làm sao. Thấy anh em đồng trang lứa ai cũng có công danh sự nghiệp rồi. Tao cũng phải cố gắng cho mày. Hẹt chi. Mấy nay nghe tía em kể á, dạo này làm ăn dù mánh như lắm không? Giới thiệu được mấy chiếc xe luôn. Cũng nhờ bà con ta thương mày ơi. Thôi kệ đi, làm gì đàng hoàng tử tế được thì mình làm thôi, kiếm tiền mà. Anh Tèo, anh coi coi có chiếc xe cũ nào mà má chạy còn êm không?
giới thiệu cho em chiếc đi. Có à nghe. Hôm bữa có khách người ta đem tới đây ta sửa chiếc xe nè. À. Ta thấy chiếc xe đó cũng im lắm nha. Xe tay ga đàng hoàng, mà máy còn cứng khừ à. Ờ vậy đó hả? Giờ mày chịu ta kêu người ta đem qua đây cho mày coi. Ờ kêu đi. Bảo đảm cái màu mày thích luôn. Màu gì? Hường cánh sen. Trời đất ơi. Màu hường cánh sen sao tôi chạy được không? Cái gì? Không có màu đó hả? Màu khác đi. Khó gì người ta. Ê, có một chiếc cũng cỡ cỡ vậy á. À. Giống vậy luôn, mà màu nhu hơn. Màu gì? Màu tím hoa cà. Trời đất ơi, cái màu đó còn ghê hơn cái màu hường nữa. Nghĩ sao vậy? Thôi. Kỳ vậy? Tao nhớ hồi xưa chơi với mày là mày khoái mấy màu đó lắm hả? Hồi xưa lúc còn nhỏ khác, bây giờ lớn rồi khác. Nghĩ sao tôi ra đường còn chạy mấy màu đó được. Nhưng mà cái màu đâu có quan trọng. Quan trọng là cái máy còn ngon không, rồi có xịn không, chạy có bền không, không hao xăng đồ này kia. Nói chung là bây giờ á, ông tìm cái màu với cái dáng nào mà cho nó men men, nhìn nó phong độ xíu á. Ừ à, để kiếm cho. Mà xe hiệu gì cũng được ha. Hiệu gì cũng được hết đó. Lâu quá không có chạy xe. Giờ chạy lên ta lấy con cứng khừ chứ. Từ hồi mua xe tới giờ thấy cũng thoải mái nha. Muốn đi đâu xách xe chạy cái ào cái xong à. Khỏi nhờ giả mấy nhỏ. Mỗi lần mà nhờ nó mất công. Mặt lớn mặt nhỏ mệt mấy ngày quá. Em điện thoại gì trời đó coi. Chạy xe giờ không nhìn được gì hết vậy. Xin lỗi chị nghe. Bị cái điện thoại nó rung. Chạy xe mà còn nghe điện thoại. Ừ. Cái gì không chị? Điện xe gì? À, khoan. Sao? Anh đứng lại để cho tôi coi cái xe chút xíu nha. À, muốn ngắm xe mới phải không? Mới mua. Nè, để cho coi chút đó. Đẹp không? À. Sao nó giống xe của tôi quá à? Bảy à. Nói câu đó nghe không vui à. Xe mới mua có giấy tờ đàng hoàng đó. Nhìn kỹ nó giống thiệt đó. Bảy xe thì giống xe chứ. Cái hiệu xe này thì nó giống nhiều chiếc chứ đâu phải một chiếc đâu. Ông anh có thể lên nổ máy xe cho tôi nghe được không? Dễ ợt đấy. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Con cháu nó sửa xe mà. Đây nè. Giống thiệt đó nha. Xe giống xe nè. Nè. Đúng rồi. Xe này là xe của tôi. Bậy ngang. Bằng chứng nào mà chị nói xe này là xe của chị? Tiếng máy xe này chắc chắn là xe của tôi. Trời đất ơi, tiếng máy xe thì xe nào nó nổ cũng giống xe nào chứ. Xe của tôi mới mất hồi tháng trước. Mất hồi tháng trước mà xe này ta mới mua đây. Mà chị nói gì kỳ vậy? Đừng có làm bộ nghe, gài độ chận xe tôi lại đừng cướp xe hay gì. Ăn cướp á, là ông á. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, ai ăn cướp xe của chị? Chị ăn nói cái kiểu đó là tôi không có nhịn chị nghe. Nếu ông nói là xe của ông. Ừ. Ông có dám đi lên xã để xác minh với tôi không? Đi liền bây giờ nè. Đi với tôi đi. Đi. Xe của người ta mới mua giấy tờ đàng hoàng đi. Đi với tôi. Cháu giờ không biết thôi. Má. Ơi. Mày làm ơn mày ngồi chỗ giùm má đi. Má chóng mặt quá rồi đây nè. Con lo cho tía quá à, má ơi. Không biết tía chảnh sao rồi nữa. Hay là con chạy lên chảnh nghe má. Thôi lên chảnh chi. Sao chú? Phải xe của tôi không? Hai ông bà nên bình tĩnh. Chúng tôi đã xác minh chiếc xe này đúng là chiếc xe trộm cắp. Thấy chưa? Tôi nói xe của tôi mà. Ông anh còn gì để nói không? Trời ơi, sao tôi mua đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng mà. Đây là giấy tờ giả. Anh mua xe ở đâu? Thì cũng có người giới thiệu cho tôi mua. Tại sao anh mua xe mà không ra công chứng ký tên? Tôi có kêu nó ra công chứng, nhưng mà bữa đó chủ nhật nó hẹn cho tôi thứ hai. Rồi 2-3 ngày nay xong thấy nó tới. Bọn này rất là ranh ma. Chú ơi, vậy chừng nào tôi mới lấy xe về được? Chị ra ngoài làm thủ tục nhận xe về đi. Còn tôi sao? Mất tiền mất xe luôn hả? Trường hợp của anh là bị hại, cơ quan công an đang tích cực điều tra để thu hồi tài sản trả lại. Bây giờ tôi phải chờ hả?
Nhưng mà tụi tôi khuyên anh nên là cẩn thận. Nếu muốn mua món gì thì phải ra công chứng ký tên. Thiệt tình không có về. Anh còn nhớ mặt mũi bọn bán xe cho anh như thế nào không? Trời đất ơi, bây giờ thằng đó cái mặt đó nó có bị chết cháy thành tro bụi, tôi vẫn nhớ đàng hoàng. Anh phải giúp tụi tôi là nhận dạng để tôi tiến hành điều tra để bắt tụi tội phạm. Giúp chứ, giúp đặng tôi lấy tiền tôi lại chứ. Chị ra lập thủ tục để nhận xe về đi. Tía bà về rồi kìa. Tía, trời ơi, tía ơi, tía có sao không tía? Trời ơi, trên đó rồi còn có ai tra khảo thì tía đánh đập gì tía không vậy? Làm gì đánh đập, bực mình vậy thôi, tự nhiên rồi mất tiền à. Nói vậy là xe của bà thiệt hả? Thì xe bà chứ xe ai. Trời đất ơi, công nhận trong đời trời đất con thấy không ai như bà này luôn nha. Mới vừa nghe tiếng xe thôi là biết xe của bà rồi. Công nhận thiệt hả chứ, bà thính dễ sợ hen. Bà nghe tiếng xe thôi mà bà xác định chắc chắn đó là xe bả. Cũng tại cái thằng ôn dịch vật, cái thằng tèo này nè. Một hay là xe chính chủ, ai về đâu xe ăn cắp của người ta. Bà con lối xóm mà ta nghe được, ta cười cho mà thúi đầu. Đúng là tiền mất tật mang. Thôi, cái gì đâu xấu hổ, làm như mình muốn vậy. Vậy rồi bây giờ là mất tiền luôn hả tía? Thì chứ sao không mất tiền. Bây giờ chờ, chờ cho người ta bắt được cái thằng bán xe đó, rồi thu hồi lại có còn tiền không. Rồi có tiền á để kêu mình lên lãnh. Ôi ông ơi, thôi đừng trông nữa. Tiền mà vô tay nó hả, rồi nó ăn hết mất đất rồi chứ có đỡ đó nó trả lại mình. Nhưng mà cái bà này đó thì bà cũng biết chuyện, cũng biết điều đó. Bà chi cho mình phân nửa, bà nói coi như người chịu phân nửa cái tiền mua xe đó. Ờ thôi thôi vậy cũng được tí ơi, lấy được đồng nào hay đồng đó. Rồi nói vậy rồi ông lấy luôn hả? Tôi đâu có chịu nhận đâu, nhưng mà bà ép quá. Mà nói tới tôi tức thằng quỷ tèo này. Thằng tèo này mà nó gặp tôi một cái, cho nó chết với tôi. Con cũng tức nữa nè tía. Khi khổng thì không, cái mất hết mớ tiền nha. Cũng may mình gặp người biết điều á, đỡ phần nào. Chứ không là mất trắng luôn rồi. Anh Tèo, đây, ra đây, đi đâu rồi? Tính đi đâu? Đi nấu cơm. Không có nấu cơm, nấu nước vậy trơn á. Ra đây đứng nói chuyện phải trái với tôi. Ông nghĩ sao vậy? Ông giới thiệu xe không có chính chủ, xe ăn trộm ăn cắp cho tía tôi. Bây giờ ở trên xã thôi mời tía tôi ở trển á. Tao cũng đâu muốn đâu, tao cũng bị gạt. Bị gạt cái gì? Ông lớn bộ như nít vậy đó hả? Trời đất ơi, xe không chính chủ mà ông dám nói là chính chủ. Đâu biết đâu, tại ông khách đâu ông nói chính chủ cái tôi tin chính chủ. Ông làm ơn đi ông Tèo, mai mốt muốn mua bán giới thiệu gì á mới tìm hiểu kỹ giùm tôi cái. Thôi mai mốt chắc không dám giới thiệu mấy vụ này nữa quá. Tánh Đạt, không mấy giờ vậy đi, bữa hổm tao giới thiệu cái ông khách ông có cho tao 1 triệu tiền cà phê á, giờ để tao vô tao lấy tao trả lại cho chú hai nha. Thôi khỏi đi, tía tôi không có lấy tiền nữa đâu. Mà tía tôi dặn á, mai mốt ra đường gặp tía tôi lộng liệu hồn nghe chưa. Tấm Đạt, làm ơn làm phước nói chú hai cho tao, gửi lời xin lỗi chú hai nhiều. Muốn cái gì á giọt qua bển nói. Tấm Đạt chết rồi. Chú hai. Dạ Tèo. Chú hai cho con xin lỗi chú hai nha. Lỗi gì mày? Thì vụ chiếc xe á, cũng tại con tài lanh tài lẹt, chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ chính chủ hay không, tự nhiên cái làm mai làm mối cho chú hai thứ hai mua, làm chú hai thứ hai mất tiền quan à. Đâu phải lỗi mình mày đâu,
tao cũng có lỗi một phần trong đó. Già đâu còn dễ, có cháu ngoại mà còn ngu, nghe lời mấy thằng khùng thằng điên mua xe đó, ăn cắp ăn trộm rồi mất cả chì lẫn chài. Thôi đó cũng bài học đó trời ơi. Nhưng mà tao già rồi còn đi học nữa thì sợ mấy con bé cười chê vậy thôi. Có gì thôi chú Hai, con xin lỗi mà chú Hai đừng nói vậy, con ái nái con khó chịu trong bụng lắm chú Hai. Có gì đâu nái mà. Chú Hai, dỡ mấy con chuộc lỗi bằng cách là con giới thiệu cho chú Hai mua chiếc xe khác nha, đàng hoàng chính chủ, uy tín đàng hoàng luôn nha chú Hai. Chú Hai mua xe khác đi nè chú Hai. Cái gì vậy chú Hai? Chú Hai, cái gì vậy? Tao lại mày, ha không? Bị một lần là tao đã tận tới già rồi, mày đứng đưa tao đi đâu nữa? Hả? Thôi đứa Tèo ơi, tao không mua xe mua cổ rồi chứ á. Để dành tiền, để dành đi xe ông đó ôm, để ủng hộ cho mày. Ôi vậy nói vậy là chú Hai hết giận con à? Giận hờn gì mới, chuyển quá rồi, của đi thay người. Vậy thôi chú Hai đừng mua xe, để con chở chú Hai đi là được rồi. Chú Hai, không mấy giờ con chuộc lỗi là trong một tuần lễ đi. Chú Hai muốn đi đâu cũng được, chứ con chở chú Hai đi miễn phí, không lấy tiền luôn. Không lấy tiền phải không? Dạ. Vậy chở lên thị xã vòng coi. Sao đi thị xã rồi, thôi chú Hai đi vòng vòng xéo lá mình thôi. Tao vòng vòng đây đi hoài à, tao muốn lên thị xã cho nó sáng bữa được không? Đi không? Chở không? Chở. Tèo. Qua rồi hả? Kêu qua đây có chuyện gì không? Chuột lỗi, chuột lỗi. Lỗi phải gì đâu mà chuột. Thì bữa hổm mày nhờ tao kiếm mua giùm mày chiếc xe đó. Có rồi. Đâu? Nè. Đâu? Nè, đó. Đó thấy không? Ồ, chiếc xe này tao kiểm tra rồi luôn á. Cứng khừ luôn. Máy móc còn mới luôn á. Đẹp ha? À, cũng đẹp ha. Ừ. Này nghe, xe này là người ta mới mua, chưa được bao lâu chân á. Ngặt cái người ta kẹt tiền cho nên tao nói người ta bán lại giá rẻ. Mua đi, đã bao lời luôn á. Nhưng mà ông có chắc là chính chủ không? Tìm hiểu kỹ chưa? Chính chủ luôn á. Tao mua xe cho mày là tao phải kiểm tra nè, máy móc nè, rồi biển số, rồi khung sườn, rồi xuất xứ, rồi giấy tờ rồi này kia. Tao kêu người ta phải đưa giấy tờ xe cho tao kiểm tra đàng hoàng. Chính chủ. Thôi 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 thôi, tôi lại ông đi ông Tèo. Tôi sợ hai cái từ chính chủ xe của ông Tèo lắm rồi đó. Ha? Không, cái này chính chủ thiệt. Mua cho mày là tao kiếm chiếc xe này khó lắm luôn á. Tao không lấy quà hồng, không lấy tiền cà phê luôn. Thôi 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 thôi, cảm ơn. Giờ hết muốn mua rồi. Thôi, ê. Nhưng mà tao lỡ hứa với người ta mua chiếc xe này cho mày, giờ không mua rồi sao? Lỡ hứa rồi hả? Ông thân với Blitz phải không? Qua giới thiệu cho Blitz nó mua. Ha? Tính đàn. Tấm đàn mua đi, kiếm xe cực lắm tấm đàn. Ăn đi con. Cảm ơn bà ngoại. Trời ơi. Bà ngoại ơi. Hử? Con thèm thịt vịt quá à. Tại cũng lâu rồi, nhà mình cũng chưa có ăn. Thôi. Ăn hột vịt đi, thịt vịt mắc lắm á. Thì mình mua nguyên con nó mới mắc. Chứ mua nửa con hoặc 1/4 con thì đâu có mắc gì đâu anh hai. Thôi, có gì ăn nấy đi. Ruộng chuyện đòi hỏi lum la. Thôi ăn đi con. À bà ngoại ơi, cô giáo mới nhắc đóng tiền trường á ngoại. Chừng nào con? Dạ, mốt là hạn chót rồi. Bộ không có thư thư được ít bữa nữa hả? Dạ không. Mấy đứa bạn của em nó đóng hết trơn rồi. Cậu có mình em. Thôi, được rồi. Để mời anh hai đưa tiền cho ngoại vô trường đóng cho. Dạ. Thôi ăn cơm đi con. Mời ngoại đi đóng tiền cho. Dạ. Ba, bốn, năm. Biết cái công việc nó áp lực thiệt.
suối ngày đối mặt với tiền bạc kiết kìa. Đó, mình trở nên một cái chiếc... Lết! Gì? Trời ơi, 10 mấy trời. Cỡ gài làm ăn được không mày? Cũng đỡ. Bà Lít, mày có tiền không cho tao mượn đỡ 1 triệu ít bữa trả cho. Mày có quẹt không? Không, gì à? Cho tao mượn, tao đốt hồng long ơi. Mày nghĩ sao vậy? Cái vựa tôm tao sáng tao chưa căng được con nào luôn, mày lại đây mày mượn tiền. Mày thông cảm cho tao đi, tại đang gấp mày ơi. Mà mày mượn tiền làm gì? Bữa nay hạn chót cũng tiền học cho con bé An nè. Xây tiền chưa đủ nên tính mượn mày đỡ ít bữa trả. Mượn tiền cho bé An đi học hả? Ừ. Chỗ anh em bạn bè thân thiết lắm á, tao thương bé An tao mới cho mượn nha, người khác là tao đọc mày đó. Sáng chưa làm ăn. Thôi chịu thôi. Đừng có nói quên nữa rồi nè. Ở đây có 2 tờ nè, cho nhanh. Thiệt á, tao làm bạn mày không sai ba lít. Cho tao mượn ít bữa tao gom tiền tao kiếm tao trả lại liền nha. Trời có làm sao đâu, anh em mà chừng nào có là đưa tao cũng được. Không, đâu được, tao phải gán tao kiếm tiền, mượn là phải trả. 2 ngày đi, mày đợi tao 2 bữa là tao có đem tiền qua trả mày liền. Thôi ông, 2 ngày rồi mày dám có không, rồi mất uy tín với tao nữa. Chắc không mày, 2 bữa nữa là lái người ta vô người ta buôn ba chuối rồi có tiền trả mày. Tao hứa là quân tử nhất ngôn á, uy tín đàng hoàng. Hứa có nha, chứ không thôi để tao ăn chuối ngán lắm á. Ngoài ngoài. Uống miếng nước đi ngoại. Ngoại. Ngoại cầm tiền này mai lên trường đóng cho bé An giùm con nha. Tội nghiệp con nhỏ. Đi học gì mà cứ là người đóng tiền cuối cùng không à. Cũng tại con. Làm anh hai có đứa em lo cũng không nổi. Nếu ngoại không có bệnh rề rề thì con đâu có nặng gánh như vậy. Ngoại. Ngoại đừng nói vậy. Giờ ngoại lớn tuổi rồi. Con là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này. Con phải lo cho ngoại, lo cho em chứ. Con cứ lo cho bé An cho thật tốt là ngoại vui rồi, đừng có lo cho ngoại. Không, không được. Con phải lo cho cả nhà mình luôn. Thôi, để ngoại vô trong cất tiền cái đã. Để con đưa ngoại vô. Đồ có mấy con cá à trời. Vậy ai ăn ai nhịn không biết. Tiền này ai làm rớt ta? Hơn giờ đem lên trình quý ban, đặng ta thông báo ai làm rớt cứ xin lỗi đi. Cái cặp con bé An đã cũng mềm rồi, đã vậy dây kéo lại bị xước ra, há mồm há mỏ, phải lấy kim tây gài lại. Ngoại nhìn mà ngoại xót lắm. Ngoại đừng lo nữa, tiền gắng để dành tiền mua cặp mới cho em con. Mình đem tiền này lên trên quỹ ban mà không ai tới nhận thì sao ta? Nhiều khi tiền này không phải của ai làm được đâu.
nhiều khi ông trộm thấy mình kẹt quá cái ông giúp đỡ, ông cho mình mượn mình xây sở đỡ. Ừ, đúng rồi đó, chắc là này của trời cho mình mượn nè, cái mai mốt mình làm có tiền mình giàu cái mình đi làm từ thiện, mình giúp đỡ người ta mình trả lại. Cây đi, coi như của trời cho. Mình thiếu ba lít 1 triệu, giờ đem nhiêu đây trả cho nó còn dư được chút đỉnh nữa. Không không, tiền thiếu của ba lít á chưa có tới hạn trả, mới mốt mình băng chuối mình trả lại cho nó. Còn nhiêu đây đem về mua cái cặp cho ba ăn nè, mua dịch cho ba ăn ngon bữa nè, mua thuốc cho bà ngoại nữa. Đúng rồi, này là của trời cho chứ không phải của ai làm rớt đâu. Đó rồi, làm cái cho ấm người nè. Đó chú. Đó làm miếng thịt thịt đi hả. Đó cho cái đùi ngon không, nóng hổi luôn á. Đậu tao mới ngon. Trời ơi ngon quá. Ê gì, bữa nay mày làm gì mà mày tốt cho tao, mày mua vịt mua mồi tới giữa tao nhậu vậy? Bình thường hả, à, tại thấy lâu quá không nhậu mày mua mồi rủ mày nhậu chơi. Mua phải không? Mua. À mua rồi vô. Vô đó, vô. Ê nói thì nói còn thiếu tao 1 triệu nha. Vậy chứ tao có quên đâu. Ủa vậy sao có tiền mua vịt rồi không mua trả tao đi? Cho ăn cục bự luôn á. Đó. Em cảm ơn hai. Ngoại ăn miếng thịt đi ngoại. Này anh hai chơi sang dữ ghê á, mua nguyên con vịt luôn. Kệ, ăn chó đã. Mà nè, dạ. Nhà có 3 người à, con mua nhiều quá, ăn sao hết. Dạ, kệ đi ngoại. Ngoại đừng có lo, con hết cho. Món này là con thèm mấy ngày nay rồi. Dạ bầy. Ê, 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 từ từ thôi, có ai dành đâu ăn dữ vậy, mất ngày ăn vợ. Mà nè, tiền ở đâu mà con mua vịt rồi lại mua cặp mới cho em nữa? Của trời cho ngoại. Là sao? Ờ, là con lụm tiền á. Hả? Lụm? Lụm ở đâu? Ngoài đường á. Bao nhiêu? 1.3 triệu lần á. Hả? Sao ngoài ngạc nhiên vậy? Có phải là 2 tờ 500 rồi 1 tờ 200 với mấy đồng tiền lẻ, có cục sợi dây thun nữa, có đúng không? Sao ngoài biết? Hay à? Tiền của ngoại đó. Cái gì? Được rồi, thằng Tèo đưa 1 triệu. Mình 2, 2, 4, 6, 8, 10. Nghĩa là mình đã dành được 300. Đóng tiền học cho bé ăn 1 triệu. Còn 300 mua cái cặp cho nó được rồi. Tội nghiệp con nhỏ. Mình nhớ mình đếm tiền ở đây mà. Trời ơi, ở đâu? Làm sao bây giờ? Rớt ở đâu trời ơi? Ngoại không biết ngoại làm rớt khúc nào nữa, nên ngoại kiếm cùng hết mà không thấy. Ngoại sợ con biết rồi con lo, nên ngoại đi tới nhà chú thím hai lúa, ngoại mượn. Dạ, đây này thím Tư. Dạ. Thím cầm về đóng tiền học cho ông bé An đi. Dạ, cảm ơn thím hai nhiều lắm. Có gì đâu mà thím cảm ơn.
Dạ, vậy thôi xin phép thím tôi về đóng tiền liền cho nó nghe thím. Dạ. Dạ, tôi về nghe thím hai. Dạ, thím tư về. Vậy là con lụm tiền của mình đó ngoại. Sao ngoại làm gớt mà không cho con hay? Còn bao nhiêu đô đâu, đưa đây cho ngoại. Trời đất, sao còn có nhiêu đây à? Dạ, tại con tưởng đâu có thêm tiền. Cái ngân sách con đi mua dịch cho bé An, mua cặp đi học cho bé An, mua màu rủ 3 lít nhậu, đổ xăng, mua giấy số, lắm trơn. Vậy là vị chi trước sao? Mình thiếu người ta 2 triệu lận hả? Ai biểu anh hai tham làm chi? Phải mà về nói sớm với ngoài thì đâu xảy ra vậy. Em còn nói nữa, em không đòi mấy này, anh hai cũng đâu nghĩ tới mấy chuyện đó trời. Không nhận vậy sao em có dịch em ăn, em có cặp mới em đi học. Không có ăn nữa, bữa nay ăn nhiêu đây được rồi. Nguyên con dịch này là phải để ăn ngày mơi, ngày mốt, ngày kia 4, 5, 6, 7 bữa luôn. Anh hai. Mơi ăn tiếp đi con. Dạ, thưa chú hai, thưa thím hai. Cái vụ hôm ngoại con qua mượn tiền chú thím á, để thư thư ít bữa con kiếm tiền con trả chú thím hai nha. Ờ được rồi, không sao đâu, cứ từ từ, chừng nào có trả cũng được, đừng có lo. Dạ. Người ta nghĩ mày cũng hay tèo, mày giỏi à, thông minh chứ. Lụm được tiền cái đi ăn mừng thì ăn liên quan được ha. Mà tiền của mình mà ăn mừng vậy. Chú hai, tại con lỡ dạy có một lần chú đừng cười chọc quê con nữa chú hai. Cái đó tao khen mày với chọc quê gì. Tại lúc đó cái gói quá, cái thấy tiền cái mượn mắt, cái lỡ dạy lụm tiền em về, xong rồi cái cuối cùng con thành nợ hai đầu luôn. Cái đó không phải mượn mắt đâu, cái đó cứ bằng tham đó. Tham là thâm á, lòng tham không đáy á. Lụm được tiền cái ăn mừng liên quan, rủ bạn bè rồi đi nhậu quăng mỏ cười hí hí rồi ha, tưởng ngon rồi ai nhè đâu tiền của mình. Bởi chứ mày lụm được tiền đó thì mày đi kiếm cái người làm rớt đó mày trả lại, thì mày kiếm ngay bà ngoại mày rồi. Tại thôi chú hai ơi, con lỡ dạy có chút xíu rồi, chú hai đừng nhắc nữa, nhắc riết xấu hổ cũng không biết giấu mặt vô đâu luôn á. Không biết chỗ giấu hay ta chỉ cho. Chú hai, thím hai, mà chú thím hứa là thư thư cho con ít bữa để con gán con kiếm tiền con trả lại cho nghe. Ủa, mày tính chừng nào mình lụm được tiền nữa mới trả tao hả? Thôi là ơi, thôi, từ đây trở về sau là con phải làm ăn chân chính, con kiếm tiền đàng hoàng, không có lụm nữa đâu. Chắc không? Chắc. Ủa, tiền ai rớt vậy ta? Đâu. Trong lòng mày chưa có trong sạch được, cái linh hồn mày nó còn tham lắm, đau liền. Chú hai chồng con á, không có gì đâu. Con làm rớt gì hả? Dạ không có. Có sao dụm kiếm gì hả? Dạ con coi có ai làm rớt tiền không con lượm. Trời đất ơi, tiền nó ai làm rớt đâu con lượm con. Tính bắt trước anh hai con hả? Dạ thì lỡ có người ta làm rớt thì sao ông hai? Lỡ mà gặp người ta làm rớt tiền đó phải không? Thì mình lượm, mình trả lại cho người ta, chứ không được lấy là xấu, biết không? Nhưng mà mình lụm chứ đâu phải mình ăn cắp gì đâu. Lụm cũng vậy luôn, thì mình kiếm cái người làm rớt đó mình đem mình trả lại cho người ta,
Dạ, vậy là mình lượm mình phải trả lại cho người ta đúng không hai? Đúng rồi, bây giờ ông hai hỏi con nè. Bây giờ con lỡ làm rớt tiền mà người ta lượm được đó, người ta xài luôn, con mất, con có buồn không? Dạ con buồn chứ. Ừ, thì ta cũng y như mình vậy đó. Biết đâu đồng tiền đó người ta đem đi đâu. Thí dụ ta đem đi ta đóng viện phí nè, ta đóng tiền học nè, hoặc là người ta làm cái chuyện gì quan trọng đó mà ta lỡ làm mất, mình lượm được, trả lại cho người ta. Còn nếu không có người ta đó thì mình đem vô công an xã, mình gửi lên đó cái mình nói cái tiền này mình lượm nè, chứ mình lượm mình cất mình xài luôn đó là xấu, phải không? Dạ dạ con biết rồi ông hai. Tao nghe nè bà Lít ơi, đang đâu cuộc tèo? Đang nhà chứ đâu. Ê, hôm bữa hứa hai bữa trả đó, bữa nay 4 ngày rồi, có tiền chưa? Tính trả nè. Ê nhanh nha, tại tôi còn đem tiền vô trong đầm tôm tôi đặt cọc cho người ta nữa. Biết rồi biết rồi. Tao hứa uy tín mà. Trời trời, rồi tiền chuối hẹn, rồi tiền nợ đòi, tiền đâu trả đi trời. Biết vậy mà hổm bà Lít nó nói từ từ trả được rồi. Cũng tại cái miệng tài lanh tài lẹt, hai bữa quân tử nhất ngôn. Bởi đã nói tính trước bữa hôm qua. Dạ tèo nghe chú hai ơi. Sao có tiền trả cho tổ trưởng? Để hẹn 2 ngày rồi đó nghe. Dạ con con cái gì? Lớn rồi đó, hứa phải giữ lời nha. Dạ con hứa chú hai, con phải giữ lời mà. Chú hai đang đâu vậy? Dạ dạ, dì để xíu con qua nhà chú hai nha. Dạ dạ dạ, dạ con hứa mà. Dạ 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 chú hai yên tâm. Dạ. Trời giờ sao vậy trời? Một mối là nhức đầu lắm rồi, giờ thành ra 2 mối dí. Có canh rồi. Mời chú hai uống miếng nước trà. Mời ba Lít uống miếng nước trà. Trà uống đã xong. Vô vấn đề đi. Chú hai, từ từ. Cái gì mình cũng phải từ từ. Mấy cái vấn đề tiền bạc nó nhạy cảm lắm, từ từ mình giải quyết nha chú hai. Thiếu nợ lại cứ từ từ không à bác hai ơi. Chú hai. Gì? Hôm bữa con thiếu chú hai 1 triệu đúng không? Thì đúng rồi, sao thấy mặt thấy gian vậy? Tính âm mưu gì? Bữa nay trước khi con trả chú hai 1 triệu, chú hai cho con mượn 1 triệu nữa đi. Trời ơi, mày nói cái gì vậy tèo? Mày kêu chờ ba Lít lên để trả tiền, mày chưa trả. Bây giờ mày mượn thêm 1 triệu nữa, ở đâu ra? Cỡ 5 phút con trả liền. 5 phút, con tính hết trơn rồi 5 phút. Mày chắc chưa? Chắc. Có chứng ba Lít nha. Rồi rồi, con canh giờ luôn. Tao đưa 1 triệu, 5 phút trả phải không? Đây, rồi bắt đầu con bấm giờ nè. Đủ 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 rồi. Tiền đưa qua bắt đầu bấm phút. Dạ. Coi như con mới mượn chú hai 1 triệu. Rồi. Ê, không có cho mượn tiền nha. Không, mượn tiền rồi. Bữa hổm tao thiếu mày 1 triệu đúng không? Ừ. Trả mày 1 triệu nè. Trời trời. Trời đất ơi. Ok. Tự nhiên mày mượn tiền tao mày đem mày trả bên đất là sao mày? Từ từ chú hai, chưa hết 5 phút mà. 5 phút có tiền trả chú hai liền. Chờ xíu. Ba Lít. Ừ? Bữa hôm tao hứa tao trả tiền cho mày thì tao trả rồi. Ừ? Coi như tao giữ uy tín đúng không? Hả? Ba Lít. Ừ? Cho tao mượn lại 1 triệu. Chú hai, bữa hôm con thiếu chú 1 triệu, giờ con trả chú 1 triệu nè. Ủa, này tiền của tao mới đưa đấy mà.
nhức đầu quá, nhức đầu quá. Đâu có gì nhức đầu. Rối quá ta, khúc này rối gì đó. Bình tĩnh đi, con tính hết trơn rồi. Con mượn tiền chú Hai, con trả cho 3 lít. Cái con mượn tiền 3 lít trả lại cho chú Hai là coi như nợ cũ mình xóa sạch. Giờ con thiếu nợ mới thôi. Mà nợ mới mới mượn đây mà, thì chú Hai với con 3 lít phải cho con thiếu cỡ 2-3 ngày gì đó, con kiếm tiền con trả lại. Chú Hai thấy con tính gọn khô, con kêu. Mày đừng có tính kiểu đó. Tao nói thiệt mày, tiền tao cũng chưa cần gấp lắm đâu. Nhưng mày hứa đó, mày hứa chắc là trong vòng 2 ngày mày trả cho tao. Tao với bà Lích nữa coi mày hứa đúng lời không. Mày lỡ đây mày mượn mày trả tới trả lui, mày vòng vòng mày tính sao cũng hồi cũng y vậy à. Thiệt ra con không có muốn vậy đâu. Con cũng muốn trả đúng hạn. Tại ông chủ mua chuối kìa, ông hứa với con xong rồi ông hẹn. Ông hẹn xong rồi cũng phải hẹn chú Hai, hẹn 3 lít. Giờ thành ra hẹn chuyện nên con mới tính tới nước này. Con cũng đâu có muốn nữa. Biết khả năng mình chưa đủ, chưa có tiền thì đừng có hứa cho nó suông. Còn hứa người ta là phải đúng ngày, đúng tháng. Cái chữ tính là quan trọng nhất, mày nhớ chưa? Ông bà mình có câu, một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Bây giờ ta sợ nhất là mấy cái thằng đàn ông như mày vậy đó, hứa lèo, hứa xạo, nói dốc, nói láo. Người ta chỉ tin một lần thôi à, không ai tin lần thứ hai đâu, đâu có ai dạy đâu. Con người đó mà không có chữ tín á, không có làm ăn lớn được. Có quy tín phải không? Hứa cái gì chưa ra cái đó. Dạ. Mày thấy tao nè, thiếu bác Hai á bao nhiêu lần không? Là tao hứa là tao trả, con cái hơi lâu thôi. À là lâu. Dạ. Nhưng mà phải đúng ngày. Dạ. Con tại con bí quá, con tính đường cùng vậy. Con xin lỗi chú Hai. Xin lỗi mày nghe 3 lít. Chú Hai, chú thương thương ít bữa con kiếm tiền con trả cho chú. Lần sau con hứa với chú. Hứa hả? Ủa, cái nọ chưa tới giờ quay mà làm gì mặc đồ lộng lẫy dữ vậy ông? Đẹp không? Cũng đẹp. Ok á. Mấy chục triệu mà không ok sao được mày? Gì? Bộ đồ này mấy chục triệu á. Ê, mày trúng số hả? Trúng nào? Chứ chứ tiền đâu mua đồ mấy chục triệu. Đồ mượn. Trời ơi, ai cho mày mượn vậy? Của bạn tao á. Nó thấy tao đi phim nhiều quá mà tao nói tao không có đồ hiệu mặc, cái nó cho tao mượn. À, vậy là nguyên cái set đồ này, áo khoác, sơ mi, rồi quần tây, rồi giày, rồi là của nó hết, của nó hết. Của nó hết luôn. Rồi dây trên người rồi còn cái gì của mày? Cái mặt. Ê, tao thấy á, mày nói với bạn mày á, thay vì cho mày mượn cái bộ đồ mấy chục triệu vậy nè, thì thôi kêu nó cho mày mượn tiền mặt đi. Chìa. Thì để đập cái mặt xây lại. Ê ê ê, hình như hai người này diễn viên á. Ờ, tôi cũng thấy quen quen. Cái người kia kìa, bận đồ đẹp vậy chắc chắn rồi đó. Còn người này phải không? Ừ, chắc phải mà. Mặt giống như đóng phim gì trên TV nè. Chắc người giống người á, chứ diễn viên gì bận đồ bèo vậy. Bà nói cũng đúng. Hay là mình qua xin chụp hình với anh kia đi. Ơi, anh có phải diễn viên Nano không anh? Đúng rồi em. Dạ, vậy anh chụp hình với tụi em nhé. Mời hai qua đây. Anh chụp hình với cho tụi em nha. Chịu khó chụp hình giùm cái đi. Dạ. Rồi. Rồi, cười lên nha. 1, 2, 3. Rồi, tắm nữa. Rồi, tắm nữa ha. 1, 2, 3. Rồi, tắm nữa. Rồi, cười lên nha. 2, 3. Rồi, xong rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Mày thấy tao nói đúng chưa? Bây giờ làm nghệ sĩ rồi, phải biết chú ý hình ảnh của mình chứ.
Thì tao nghĩ là quay phim xong rồi thay đồ ra cho nó mát mẻ, thoải mái. Chứ rườm rà làm gì? Cái đó là mày nghĩ, nhưng người khác người ta không có nghĩ. Bây giờ nghe lời tao đi, về mua đồ hiệu mặc vô. Chị, trời đất ơi, bộ đồ hiệu tới mấy chục triệu lận. Để tiền ăn sướng hơn đó rồi mua. Đi vậy. Được không? Tướng mày mặc đồ hiệu không có sáng. Sáng gì nổi thì sáng. Trời đất ơi, mặc vô chặt cứng khó chịu cũng chết luôn vậy đó. Quần gì mà bó sát cái đùi như cái đồ bánh tét vậy đó. Rồi thêm cái áo nữa, tao mang tao đi được luôn á. Phải chi á, mà tao với mày cùng một size á, thì tao với mày mặc đồ chung cũng được. Thôi, mệt quá. Mày người mày có ăn khúc mà đòi cùng size với tao. Ê, quê nha. Vậy thì tự đi mua đồ hiệu mà mặc đi. Tiền đâu mua? Mày làm như tao giàu lắm vậy. Tao nói cho mày biết, bây giờ á, mày là sắp nổi tiếng rồi. Mày phải tập trung xây dựng cái hình ảnh của mày đi. Biết là vậy rồi, mà tao đâu có đủ điều kiện đâu mà giới tới. Tiền đâu mua nổi ba đồ này. Ê, tao có cách. Cách gì? Bây giờ mày xài hàng phát đi. Mày khùng hả? Tự nhiên có xài hàng phát. Mặc đồ phát ra đường á, lỡ dân chúng biết được, người ta thúi đầu luôn còn sao. Trời ơi, ê nè, không lẽ bây giờ mày đi ra đường á, cái tao kéo cái áo mày lại tao coi. Ê, hàng phát, tao nói mày ở ngoài đường nhiều người xài lắm, mày không có biết được đâu. Mười con là 360 nè. Đúng rồi, 20 con á là 390. Gần Tết hút lắm, vừa qua cái là tôi căng liền. Rồi rồi vậy nha. Ui, mày lên. Trời ơi, em ruột, nghệ sĩ. Khỏe không? Khỏe ra. Ừ. Ui, mà về chơi hả? Ừ thì về chơi. Về hết bữa à? Ủa về hết bữa luôn được hả? Ừ. Trời, anh tưởng là tại vì thường thường nghệ sĩ là ế show á, là người ta mới có thời gian ở nhiều thôi, chứ thường thường không có thời gian về thăm nhà đâu. Trời đất ơi, sao mà nói chuyện bởi ông Y Giang anh Tèo à. Nghệ sĩ cũng phải có lúc dày lúc khác, giống như ông buôn bán tôm vậy đó, cũng lúc đắt lúc ế, chứ không phải lúc nào cũng có đâu. À đúng rồi. Trời đất ơi, thì sao rồi, dạo này buôn bán được không? Thì cũng ngày lay đai à, lời 5-7 triệu bỏ túi chơi vậy đó. Nữa hả? Không thiệt, anh là tại chủ dựa mà. Ừ. À quên. Cái gì vậy? Mong em về mấy bữa nay rồi, mới có cơ hội. Làm gì vậy? Ký cho anh xin chữ ký đi. Trời đất ơi, tự nhiên xin chữ ký tôi làm chi ông? Anh xin thiệt mà. Tại vì ở ngoài giữa anh nói là anh của em mà không ai tin hết trơn, mấy người xóm bên đó người ta không tin. Nói giờ anh ký chữ ký, anh photo bự như nè, anh treo trong giữa, người ta nói đó em tôi tấm tàng đó, đó em tôi tấm tàng đó. Ôi nhiều quá. Ký ký ký. Ký không? Ừ. Đây. Nên anh cầm giùm nha. Ừ. Ký đây ha. À. Rồi. Rồi xong rồi nè. Hai. Trời ơi. Ê ký ngoài bìa luôn. Ngoài bìa hả? À. Đây hả? Ờ đúng rồi. Cái này đi căn tôm dạch ra người ta thấy. Trời đất ơi. Rồi xong rồi đó. Trời ơi, cảm ơn em ruột nhiều lắm nha. Cái trà này ông thấy uống được không? Ủa bà uống mà không thấy sao bà hỏi tôi chi vậy? Hỏi ý kiến rồi bữa sau tôi mua thêm hai vợ chồng mình uống. Trời đất ơi, hôm nay hai vợ chồng mình rồi nữa kìa. Dạ thôi tía má con đi. Ủa con mới về rồi hôm qua mà giờ lên Sài Gòn lại hả? Dạ đâu có, con đâu có lên Sài Gòn đâu. Ủa vậy chứ đi đâu mà ăn mặc đẹp dữ hả? Dạ con đi ăn sáng. Trời đất ơi, đi ăn sáng mà quốc bộ đồ quá khứ vậy? Tao tưởng rồi mày đi lãnh giải Oscar hay gì chứ. Thôi tía không biết đâu, bây giờ con là diễn viên rồi, ra đường á nhiều người nhận ra con rồi, cho nên con phải ăn mặc lịch sự sang trọng mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là đi đổ xăng á, con cũng phải khoác cái bộ vest vô, con mới đi ra đường được. Thế à? Ba, bữa nào quất cho tôi bộ đồ màu tím sen giống Tám ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, tôi bây giờ cũng là tía của diễn viên chứ bộ.
ra đường ta cũng để ý, ta xin chụp hình đồ sao? Ông mà mặc đồ vest tím sen à, chắc tôi cũng kiếm mấy bộ sa rê mới được à. Đúng rồi đó, bà mặc cái lửng lửng à, mới giữ mấy cái đầm đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thưa tí mắt con đi ăn sáng. Ừ. Con tắm tàn đi con Hồng. Ôi trời ơi, đẹp dữ bay. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên tao coi coi, tao chiêm ngưỡng chút coi. Dạ. Trời ơi, xoay một vòng coi. Xoay một vòng nha. Ừ, xoay một vòng. Trời ơi, nhìn điêu luyện quá. Nhúng một cái. Nhúng một cái. Công nhận sao chị nhà mày đẹp dữ vậy bay. Con nói con Hồng nghe nè. Ông bà mình có câu là người đẹp gì lùa. Lúa tốt gì. Bộ đồ này chắc mắc dữ hả bay? Cũng đâu có mắc lắm đâu. Tính cái set đồ này với cái ví này luôn á, có 100 thôi. Có 100 ngàn mà đẹp dữ vậy hả? Trời 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 trời, 100 triệu. Hả? Tao nghe lộn không? Không. 100 triệu. Dạ đúng rồi. Sao mắc dữ vậy? Cô nói của Hồng nghe nè. Đồ hiệu thì nó phải mắc, tiền nào của nấy ha. Bằng nguyên cả gia tài người ta rồi. Bây giờ con là người trong showbiz rồi, con là một diễn viên điện ảnh rồi, cho nên con ăn mặc phải là đàng hoàng, lịch sự, sang trọng hơn người ta, chứ đâu phải bình thường như trước đây được cô. Tôi ngưỡng mộ quá. Anh Tàng. Dạ. Cho tao vừa hơi cái nha. Tao lấy điện thoại tao selfie một cái. Ok cô, ok. Tha tiền, tha tiền. Tiền mà. Trời ơi, đẹp thiệt các mày. Dạ. Hình này á, mai á, cô Học sẽ mới đi rửa. Cô Học treo đầy trong quán. Nhiều khi quán phòng nổi tiếng nhà vậy á. Alo. Trời ơi, công nhận mày nói đúng ghê luôn á nha. Mặc bộ đồ này vô á, đẳng cấp thấy khác luôn á. Ai cũng khen hết. Nãy tao qua cô Hồng á, cô Hồng khen mát mắt luôn. Ừ, cảm ơn mày nhiều nha. Có gì lên Sài Gòn gặp. Rồi. Đồng quê lên bao sức sống. Đa la đa 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 đa. Đứng lại mày. Ông là ai vậy? Muốn gì? Nè 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 nè, đừng có làm bậy nghe. Tôi là nghệ sĩ đó nha. Muốn tiền chứ muốn gì mày? Đứng đây. Tôi làm gì có tiền? Không có. Ăn mặc bảnh tổn gì mà la không có tiền hả mày? Mày tưởng tao ngu hả mày? Hồi nãy á, trong quán cà phê á, tao nghe hết rồi con. Đưa tiền đi. Chết cha, mình có vỏ mà nó lại có dao. Rủi làm liều một cái thì... Tôi không có tiền. Đưa không? Thiệt tình. Cái thằng Tám này nó đi kiểu gì mà từ sớm tới giờ chưa thấy nó gì à? Tới giờ cơm rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu hết à? Thôi nó không về mình vô ăn trước đi, rồi nó về nó ăn sau. Chứ chờ sao nổi chờ, tôi đói bụng quá à. Ờ thôi để tôi dọn cơm không ăn. Bà nghe, dạo này á, chỉ có lo cho con thôi. Quên mất chồng rồi phải không? Nói quá. Mượn Tám về kìa, ôi trời đất ơi. Ôi con. Trời đất ơi. Trời sao vậy nè. Trời ơi trời, dép guốc quần áo đâu hết trời. Trời Phật ơi. Buổi sáng đi sang lắm mà sao chiều về thấy tàn dữ vậy con. Con bị cướp. Ủa mà con đi đâu bị cướp? Mà con có gì đâu để nó cướp.
cướp xác hay sao mà từ trên xuống dưới chống quân chống quắc vậy? Dạ không phải tía. Cái gì dạ anh ơi? Em hôm sáng em cầm theo có 200 mấy rồi, đi ăn sáng à. Thiệt mà anh ơi, trả cho em đi. Ê, trả cái bóp cho em đi. Bây giờ tao cho mày thêm một cách nữa. Cái cách gì anh? Lột rồi mày nghe. Thôi, lột cái gì? Tôi là nghệ sĩ mà bắt tôi lột đổ thì sao được? Không được. Tao kêu mày lột bộ đồ mày ra. Thôi. Lột. Nhanh lên. Còn đâu? Dạ hết rồi anh. Tha cho mày nghe mày. Bộ đồ này 100 triệu chích hả? Kia má ơi, sao con về nhà được đây? Trời đất ơi, thở đời nay. Lần đầu tiên á, lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe có cái vụ cướp quần áo này đó. Thôi không sao đâu, mất bộ đồ mà mình không sao là tốt rồi. Dạ. Thôi vô tắm rửa thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, tía má chờ nè. Dạ. Còn đi đi, đừng có buồn nữa. Tụi cướp bây giờ sao nó xuống cấp dữ vậy ta? Hồi xưa nó cướp vàng, cướp bạc, cướp tiền, bây giờ cướp tới quần áo. Bà nghe, mai mốt ra đường á, mặc 2-3 bộ đồ cho tôi. Mặc chi nhiều dữ vậy? Để nó cướp bộ này còn bộ kia, để nó quất một cái trong quần trong quắt nhường tắm đó, rồi bỏ xứ đi luôn à. Ôi, lao á. Thì tôi giận hờ vậy đó. Ừ. Bậy bạ. Mới sáng sớm gọi tao sớm vậy mày? Mày lên mạng chưa? Lên mạng làm gì? Mới sáng đông cũng dậy lên mạng làm chi? Mày lên mạng đi, người ta comment ném đá mày quá trời luôn kìa. Hả? Tôi làm gì mày ném đá tôi? Mày xài hàng phách. Rồi, để tao coi. Quá trời quá đất. Ủa làm gì chi vậy con? Con có thấy tai hại cái việc nói dối của con chưa? Dạ. Chưa có danh tiếng mà đã mang tai tiếng rồi, mai mốt ai tin tưởng mình nữa. Dạ con xin lỗi tía má. Tại vì con nghĩ làm nghệ sĩ mặc hàng hiệu cho đẳng cấp, nhưng mà hàng hiệu mắc của con đủ tiền mua, cho nên con mới nghĩ ra cách này tía má. Trời đất ơi, đẳng cấp hay không á, đâu phải người ta đánh giá qua bộ đồ con mặc đâu. Mặc đồ hiệu á không phải là không tốt, mặc đồ hiệu á là cũng tốt, cũng sang trọng, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh. Mình có tiền thì mình muốn mặc cái gì mình mặc, miễn đẹp thôi, còn không có khả năng thì thôi, đi làm gì chứ vậy? Con xin lỗi tía má. Tía dặn tụi con hoài à. Ừ. Sống sao cho nó thật đi.
sống để cho người ta thương, chứ đâu có dặn tụi bay đi cưa bom để cho nó nổ. Dạ con biết con sai rồi Tiến, nhưng mà ban đầu con nghĩ cái chuyện này là không ai biết hết, cho nên con mới nói dốc trước sau ta cũng biết, không giấu người ta được. Làm mà không bao giờ nghĩ tới cái hậu quả hết trơn á. Vậy bây giờ con tính làm sao giờ Tiến má? Bây giờ lên mạng xin lỗi người ta đi. Con nghĩ kỳ này chắc fan hâm mộ người ta tẩy chai con hết luôn rồi Tiến ơi. Bây giờ ai tẩy thì tẩy, còn ai thông cảm được thì thông cảm thôi chứ sao bây giờ. Mình làm mình chịu chứ đâu có trách ai được. Tiến nói đúng rồi đó. Bây giờ mình có lỗi, mình sai thì mình nhận sai đi. Rồi có được người ta thông cảm bỏ qua không á thì sao đi rồi tính. Diễn viên xài đồ xốp 3 chữ D, đồ đổ đóng, đồ nổ. Trời ơi chửi. Chửi dữ vậy hả? Chửi lại chứ, chửi lại chứ. Dạ mày. Cái thằng sống ảo. Cái thằng đúng là trẻ người non dạ mà. Chuyện này chắc tâm tạng nó sốc dữ lắm á con. Nó nói là nó nặt đồ gì? Đồ phay. Đồ phay là sao? Phay là đồ phai màu á, đồ dởm á. À nó nhuộm hả? Nó phai màu luôn hả? Thì nói chung nó nhái y hệt như đồ thiệt vậy đó. Mà sao tụi trên mạng nó hay mày? Tấm tạng mặt mà nó biết là đồ dởm. Thời buổi bây giờ á, đồ giả cho dù có làm tinh vi tỉ mỉ cách mấy á, giống y như đồ thiệt, nhưng mà cái người á, người ta sành hàng hiệu, người ta nhìn cái là người ta biết liền à. Nhưng mà sao mày biết hay vậy? Thì con theo dõi mấy thánh bàn phím á, lên chửi người tắm tàn, nó nói vậy á. Với lại con cũng dân xài đồ hiệu mà, nhìn cái biết liền à. Vụ này phải suy nghĩ lại. Trời chủ giữa mà. Nhưng mà nói gì nói, thằng tám tàn kỳ này á cũng học được bài học, rút kinh nghiệm, cũng cầu mong cho nó vượt qua cái cú sốc này, rồi khán giả cũng tiếp tục yêu thương ủng hộ nó. Mày kiếm cái gì vậy? Hôm bữa thấy chụp chung với tám tàn cái hình treo giữa quán đâu rồi, cái gì à? Cháu tui gì đó ôm rồi chua mỏ hung nó rồi đó, đâu rồi? Đâu rồi? Này không thấy. Ta thấy bụi quá, ta đi vô phòng cất rồi. À bụi bụi. Ê, tao nghe nói hôm bữa người ta nói mày cũng theo tấm tàn chụp hình rồi xin chữ ký, rồi mày treo cái dựa tôm của mày á, sao tiên ngang tao không thấy vậy? Gì mày? À, con cũng như cô ruột vậy đó. Bụi, sợ bụi treo luôn, đem về nhà luôn rồi. Ồ, chuyện đó sao rồi con? Dạ, cũng xong hết trơn rồi Tía ơi, không sao đâu. Cũng hên á, là con nghe lời Tía đăng bài lên xin lỗi khán giả, rồi người ta cũng yêu mến con, cho nên người ta bỏ qua hết rồi Tía. Ừ, thì mình có lỗi, thì xin lỗi người ta tha thứ chứ có gì. Nhưng mà nè, mai mốt không có bày đặt nói dốc nói láo nữa nghe. Dạ, con biết rồi. Thôi, Tía làm gì làm đi, con chuẩn bị đồ đi quay nghe Tía. Dạ, khi nào rảnh con gọi. Nè nè nè, tôi chưa nói chuyện với nó mà. Nó đang quay phim mà nói cái gì? Tôi chưa kịp nói nữa là nó làm cái rụp rồi. Có bao nhiêu đó mà cũng dành. Ông mới là người dành chứ ai nói. Thôi, tôi không nói chuyện mà nói bà mệt đó. Mô Phật. Mới qua chơi với mày. Đang đọc kịch bản hả? Tam Tài. Cái gì? Cho tao xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Tao không ngờ tại do tao xúi dại mà nó mới xảy ra cớ sự như vậy. Thôi, chuyện qua rồi, bỏ đi mày ơi. Suy nghĩ làm gì? Chứ lại mày cũng đâu có muốn đâu. Vì sao bữa nay không mặc đồ hiệu nữa? Tao trả rồi. Bộ thằng bạn mà nó không cho mày mượn nữa hả? Không phải. Tại vì vấn đề á,
khi mà có chuyện của mày xảy ra đó, tao nghĩ cho dù tao mặc đồ hiệu thiệt, nhưng mà nó cũng không phải là đồ của tao. Lỡ mà mai mốt cái chuyện này mà nó đổ bể ra nữa, nó còn nhục hơn chuyện của mày. Mày nói cũng đúng á. Tao thấy mặc cái gì cũng được, không phải nhất thiết phải đồ hiệu đâu. Chỉ cần á, mình ăn mặc kín đáo, lịch sự đàng hoàng đi ra đường, là không ai nói gì được mình hết á. Nói thiệt mày nghe, bộ trong lòng của mày á, mày không thích mặc đồ hiệu thiệt luôn hả? Thích chứ. Ủa sao mày nói chuyện mâu thuẫn quá vậy? Mâu thuẫn cái gì? Tao sẽ mặc đồ hiệu, nhưng mà khi nào tao có tiền, có điều kiện kìa. Còn bây giờ á, mình cứ mặc đồ bình thường, hàng Việt Nam được rồi. Đó, thí dụ như bây giờ á, đi ngang cái shop nào đó, thấy người ta treo cái áo, cái quần gì đó đẹp, vừa ý mình, chạy vô lửa, mua mặc thôi chứ có gì đâu, phải không? À, mày nói đúng á. Ê, mày thấy cái áo tao không? Cái áo tao mua nè, 3-4 năm rồi đó, mặc mà chóc mày luôn, nhưng mà giải rồi nó còn y nguyên hết á. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha mày. Đó, thấy không? Rẻ, bền, đẹp, mà giá dễ thương nữa. Ê, mà Tấm Tàn, thí dụ như mà mai mốt á, mày làm ra tiền á, mày mua được đồ hiệu á, cho tao mượn mặc ké mấy bữa nghe. Trời, đâu ngờ mày lầy với lú đen đồn. Giỡn với mày thôi. Quỷ. Tấm Tàn, sao giờ này mày còn ở đây? Ủa, làm gì tới sớm vậy mày? Mày biết mấy giờ chưa mày nói sớm? Giờ này chắc khoảng 7 giờ chứ nhiêu. Trời ơi trời, 7 giờ mày chưa chuẩn bị nữa chừng nào đi. Trời đất ơi, làm quá. Đây tới điểm quay á, có nửa tiếng đồng hồ mày làm như là xa xôi lắm vậy. Trời ơi, hôm nay á là cái chỗ quay phim á là gần nhà mày, cho nên là phải chuẩn bị sớm. Lợi đó, tốt cái tinh thần lên thì mới có vai cao được, mày hiểu không? Thì mày cũng phải đợi tao vô thay đồ cho đàng hoàng mới đi được chứ. Lẹ lẹ đi, lần này á, tao phải đậu vai thứ 9 mới được. Trời, tao đậu vai 9 luôn của mày. Đợi tao xíu. Nhanh nhanh đi, lúc nào cũng lề mề chứ. Rồi đậu vai 9. Tội nghiệp ơi, con đã theo nghề suốt 2 năm nay rồi mà con chưa có cái vai nào mà có đất diễn đàng hoàng hết. Lần này mong tổ nghiệp phù hộ độ trì cho con. Con phải có được cái vai thứ 9 trong phim này. Sáng sớm nhà cửa đi đâu vắng tanh còn hơn cái miễu con tà nữa. Không có một người ở trong mà sai nữa. Thằng Tám thì thử vai rồi. Ủa, ở nhà mà cũng đi thử vai nữa hả? Thì nghe nói hình như có đoàn phim nó về quê mình nó quay nè. Sẵn đó nó kiếm người ở đây luôn. Ủa, quay gần đây không? Ai biết, chắc cũng gần á. Ủa, đi thử vai à? Nó đi với thằng Phi. Mới sớm thấy hai đứa hay hững đi rồi. Thằng thì cà tàng, thằng thì như cái thước bẻ đôi, mình cũng hợp nhau quá. Học làm diễn viên đâu nữa. Thôi kệ nó đi. Hai đứa nó đi lên Sài Gòn học chung. Rồi có gì thì nó đỡ đẩn bảo vệ nhau, cũng đỡ, mình đỡ lo. Với lại tụi nó chơi với nhau từ cái thời ở truồng tắm mưa mà. Sáng sớm mới hỏi câu làm gì một lọt kìa. Sáng giờ chưa có người để nói chuyện quá không? Anh tự ghiền chứ gì? Nói nhiều quá. Tính đâu ạ? Thấy chưa? Biết trước mà, ha. Câu này nè, mấy chục năm nay, bây giờ sửa lại câu khác được không? Miễn bà thấy tôi đội nón là tôi biết bà hỏi tôi đi đâu rồi đó. Uống cà phê. Quán bà Hồng phải không? Đi chút về nghe. Mới mốt thu sẵn vô điện thoại đi, mình nằm ở ra tôi thuộc hết rồi. Mệt mà quá trời quá đất thiệt. Ủa, Tấn Tàn. Ủa, Thành. Đi đâu vậy? Tôi đi thử vai. Ôi, vậy là Tấn Tàn đi mừng diễn viên thiệt á hả? Ừ, đúng rồi. Mèn đét ơi, bữa giờ nghe bà con trong xóm người ta nói á, mà đâu tin. Do nhà không có tivi, giờ mới thấy ha.
Công nhận diễn viên mặc đồ có khác thiệt cái chứ. Vậy là bây giờ Tấm Tàn là nghệ sĩ nổi tiếng rồi ha. Trời ơi, nổi gì mà nổi, bình thường thôi quý. Ôi, vậy là giỏi lắm rồi. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi á, mà bây giờ Tấm Tàn được là diễn viên rồi. Còn tôi giờ mà cũng phải đi cắt cỏ vậy nè. Ủa, mà đi đâu ghé đây vậy? À, sớm ơi mới đi cắt cỏ bán cho ông năm rượu nè. Ghé ngang tự nhiên thấy cái đoàn phim bự quá trời, ai ngờ được gặp Tấm Tàn ở đây đó nha. Rồi sao, cái này cắt cỏ gì đỡ không? À, cũng khá khá à. Ừ. Ủa, Thanh. Ờ, Phi Bóng. Đi mừng diễn viên chung với Tấm Tàn luôn hả? Ừ, hai thằng đi chung nhau nè. Ủa, cũng đi thử vai hả? Đâu có đâu. Trời ơi, đi cắt cỏ cũng chết này, thử vai gì, có biết diễn gì đâu. Rồi, rồi. Ai biết đâu, thấy mặc đồ này tưởng đi cắt. Trời ơi, tôi biết diễn tôi cũng đi thử rồi đó. Dạ, dạ, em biết rồi, em về liền. Dạ. Dạo này cuộc sống ổn không? Cũng được, cũng đang tạm mà. Mà nãy thử vai được không? Cũng tạm tạm mà. Ê, bữa nào gặp Thành nói chuyện sao nha. Anh Bảy Cò kêu tôi về có một chuyện rồi. Ê, đây nồ, mày chở tôi về liền đi. Ừ, tại đi chung xe với nó, chở nó về bữa nào gặp cà phê ha. Ừ, đi rồi. Đi. Chưa có lạ gì hết trơn mà khinh khi người ta rồi. Để rồi coi tụi mày nổi tiếng được không. Vui thiệt đúng không mày? Hồi xưa con biết vậy con đi học diễn viên ngon quá trời. Trời ơi, mày làm như ai cũng có khiếu vậy. Dạ rồi. Tôi không vui. Ồ, anh ai? Sáng sớm mở quán ra, bỏ cửa chống lỏng chống liễu. Có bữa con trộm nó vô á, nó dọn không còn một cái ly bán cà phê nha. Tôi phải lại đây phải ngồi coi chừng quán cho cô nè. Sáng đi tàu lao đi nhiều chuyện đâu vậy? Làm gì có chuyện đó. Em đi coi Tấm Tàn đóng phim á. Cô á, đóng phim đâu đóng phim. Ta mới đi thử vai à, cô không biết gì hết trơn. Thì cũng đứng trước đạo diễn nè, đứng trước ống kính. Anh biết làm sao không? Nó làm gì nè anh? Chị 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 chị. Ờ, đóng vậy đó. Nó nhiều quá. Vô làm cà phê uống được kìa. Dạ, y như cũ ha. Mày mốt quá, Tấm Tàn nổi tiếng anh nhớ lắm luôn á. Tôi cũng chờ ngày đó mà không biết kịp không đấy. Chú hai. Gì? Sao ngồi đây làm chi? Sao sáng tôi không ra ngoài coi Tấm Tàn nó đi đóng phim? Mới thử vai đóng phim gì? Thì cũng diễn diễn rồi này kia đó, cũng khóc cũng cười rồi quá trời. Hay quá trời luôn á. Trời, nó đóng cỡ nào, năng lực sao? Tao rành quá, cần gì phải đi coi. Trời ơi, cũng thấy hay mà. Mà diễn y như diễn viên trên TV luôn, đã ghê luôn á. Mày mê quá sao không đi học làm diễn viên giống tụi nó rồi đó. Mà cái mặt mày mà làm diễn viên chắc mê gái lắm à. Trời chú nè. Ừ, con thấy con cũng đẹp trai đó. Mà ông chợ cũng xin gắn đặt để hết rồi. Ông cho con cái khiếu là chạy xe ôm, là con phải làm xe ôm. Còn mấy người diễn viên á, người ta có cái khiếu diễn cho bộ, người ta có khiếu diễn xuất đồ khóc rồi cừ rồi này kia, thì người ta làm diễn viên. Ha, cái mời mốt Tấm Tàn với Gano nổi tiếng ha. Ừ. Cái báo chí người ta ập vô, người ta giới thiệu, người ta đăng bài kìa. Người ta nói là tình bạn hiếm có trong showbiz Việt á. Trời ơi, má ơi, trúng rồi. Trúng rồi má. Trúng gì? Má. Con trúng dài rồi. Người ta mời con đóng phim mới. Con trúng vai mới hả? Phim mới hả? Dạ. Đóng vai gì vậy? Dạ, vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào ác bá. Vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào. Thôi, thôi, không đóng đâu. Ủa, sao vậy má? Cậu ba, công tử nhà giàu thì được, nhưng mà cường hào ác bá, thôi đừng đóng con. Ủa, sao vậy má? Thì người ta coi á, người ta thích coi cái vai hiền, vai tốt, chứ ai thích coi cường hào ác bá. Đóng mấy cái vai đó người ta ghét, không được đâu. Trời đất ơi, không có sao đâu má. Con là diễn viên mà, con được quyền thể hiện đa dạng vai, không có sao hết. Với lại cái này á, với là trong phim thôi, ngoài đời đâu có vậy đâu má. Mà cái mặt con á, nhìn nó hiền khô à, giống má nè. Con đóng ác ai tin. Trời ơi, má vừa thấy con làm thì sao má biết.
mà. Rồi có chiến này rồi có đánh đấm gì nữa không đó? Không á, phim này không đánh đấm gì hết trơn á. Phim này phim lẻ, phim nói về nhân quả đó má. Có một tiếng mấy à, không sao đâu. Rồi đi quay có lâu không? Đừng có dầm dầm về về cả tháng nghe không? Má yên tâm đi, con đi mau về mà. Dạ, con chào thím hai. Ờ, Phi, mới qua chơi con. Dạ. Trời đất nộ, tao định đi kiếm mày nè. Ủa, kiếm tao làm gì? Mua đồ. Ủa, giờ này chưa tới Tết rồi mua đồ gì? Không, đi mua đồ đầu tư cho vai diễn mới. Tao trúng vai rồi. Thiệt không? Thiệt. Chúc mừng mày nha. Ừ. Mày trúng vai gì vậy? Vai cậu ba. Ôi, ê, cái vai đó vai thứ 9 nha mày. Ờ, thì đó. Ôi ôi. Ê, mà khoan, cái... Hả? Tao cũng đi cắt cái vai đó. Hả? Bây giờ mày... Mày trúng cái vai đó, tao diễn cái gì vậy? Ủa? Mày chưa nhận kết quả hả? Chưa. Có khi á là đóng vai em cậu ba. Cái phim này á nó nhiều vai lắm, mà cái vai thứ cũng còn nhiều nữa. Đúng rồi, cái vai Tiên Phúc mày nhớ không? Nhìn mày nè, lùng lùng đen đen này nè, hợp lắm, tao chọn chắc luôn á. Ê, xúc phạm nha mày. Cái gì? Đen thì có đen nha, chứ không có lùng nha mày. Chiều cao chứ hơi khiêm tốn một chút xíu thôi nha. Thôi, tao giỡn á mà, mệt ghê á. Bây giờ á, đi mua đồ trước đi. Tao nghĩ á, đằng nào mày cũng trúng à. Mày biết làm sao không? Người ta chọn diễn viên á, mình là dân ở đây nè. Đậm chất miền Tây, đậm chất người Nam bộ xưa. Nó hợp vai á, tao chọn mày chắc. Nhưng mà, tao, mày nói gắt quá, tao đâu có đem theo tiền đâu. Ê, cho tao mượn nha. Tao cho mày mượn luôn. Vậy đi. Đây. Dạ alo ạ. Randall ơi, chị ở bên phim Nhân Quả nè. Dạ chị. Bây giờ rồi em có đi casting nhưng mà... Dạ đúng rồi, em có casting đó chị. Có lẽ là mình chưa có cái duyên cho vai diễn này. Hẹn em phim sau nha. Dạ. Chào cha nội. Đi câu cá. Mày ra đây. Ừ. Mới cắt cỏ cho ông Năm về. Sao đi câu cá mà mặc quần hiêu vậy? Đó là chuyện của tao. Ừ. Mà nè, nhưng mày rớt dai đúng không? Sao mày biết? Trời ơi, chuyện đó ai mà không biết. Mà nè, có chuyện này tao biết tao cũng nên nói cho mày nghe không nữa. Có gì nói đi, úp úp mở mở hoài. Thì hôm bữa đi cắt cỏ trong năm, cách tôi ngang qua quán cà phê á, tao thấy Tám Tàn nó ngủ cà phê với ông đạo diễn, làm như nó xin vai mày. Sao mày biết? Thì tao thấy nó ngồi nó thủ thỉ gì với ổng á. Mà tao nói thiệt, mày không tin tao hả? Tao thề, tao mà nói sai nửa lời á thì sao? Thì da mày trắng như hôm bữa gì đó. Thề là nghề của mày rồi. Đó giờ ai tin là thề của mày. Với lại á, tao biết Tám Tàn nó không bao giờ nịnh bợ ai đâu. Thằng bởi mày chơi nó riết á, rồi mày lúc nào mày không tin á. Nè, mày tin bạn cho lắm vô, bây giờ mày không tin tao đúng không? Nè, cầm tao này đi. Đây. Hôm bữa có quay lại cho mày coi nè. Nè nè nè. Đây. Tao thủ thỉ cái gì đó. Tao nói kiểu này chỉ có xin dai thôi. Hiểu sao mày không rớt. Thấy chưa? Chơi với bạn sao mà biết chọn bạn. Thằng này làm gì mà gọi quá trời không thấy bắt máy vậy ta? Tía. Ủa? Nó bên ai đóng phim? Sao giờ này còn ngồi đây? Dạ,
lịch đoàn phim về lại tới mấy ngày nó mới quay lần tiếp. Nghe má mày nói chúng vậy chánh đồ này mà mặt mày buồn hiu vậy? Con có chuyện muốn nói với anh nộ mà nó cứ né mặt con hoài à. Ủa sao hả? Con đâu có biết chuyện gì đâu tía. Bạn bè giận đó hết đó thôi. Bây giờ điện thoại nó không được thì chạy qua nhà nó kiếm nó coi. Hai đứa dưới quê chứ đâu phải ở thành phố đâu. Con có qua con kiếm rồi mà không có gặp nó. Con đang nghĩ nó buồn cái chuyện mà con được trúng vai mà nó không được trúng á tía. Trời ơi, ba cái đó mà buồn cái gì? Thì đứa trúng đứa không chứ đâu phải hai đứa rồi trúng vai lượt. Nhưng mà con tức cái chuyện là nó hiểu lầm con á tía. Nó hiểu lầm cái gì? Mới hôm kia điện thoại nó chửi con Tăng một nè. Nó nói là có người học lại với nó là gặp con nó định hót đạo diễn rồi nói xấu nó để cho nó đừng được vai, cho con làm diễn viên số 1 trong phim. Trời, đạo diễn người ta đâu phải khùng đâu mà không biết. Ta nhìn người ta biết đứa nào nó hợp với vai nào, đứa nào không hợp người ta mời đóng cái vai đó. Chứ người ta đâu có tình cảm cá nhân đâu. Tình cảm cá nhân thì đóng không được, đưa đóng cái vai đó hư phim người ta sao? Con lo không à? Thì bởi vậy cái tánh con nó đâu có xấu vậy đâu. Hai đứa chơi nhau từ nhỏ. Bây giờ thằng Phi nó nói vậy đó. Con cũng phải tìm nguyên nhân coi lý do gì mà nó nói vậy. Phải nói cho nó ra lẽ để không khéo bạn bè anh em hiểu lầm nhau được, nó mệt lắm con ơi. Thì con á, bữa đó nó điện thoại nó chửi con xong rồi nó tắt máy cái rụp luôn. Con chưa kịp giải thích gì hết trơn á. Rồi giờ nó không muốn gặp con luôn. Bây giờ con phải tìm cho ra nguyên nhân đi. Chứ khi nó không hiểu rồi đó, con giải thích cỡ nào nó cũng không nghe đó. Còn nếu như con không có cái gì sai đó thì cũng không cần phải giải thích. Nhưng mà nó là bạn thân của con mà tía. Bạn thân thì phải hiểu về mình chứ. Bạn thân mà còn nghĩ sai cho mình nữa là sao? No. Mày kêu ai à? Mày kêu mày đó. Mày kêu tao hay kêu chó? Cái nghệ danh của mày là cái gì? Cái gì? Reno gì đó. Reno. Reno hả? Khó kêu với bà. Sao bạn Reno bạn ở đây à? Uống sao vậy Reno? Kể từ ngày hôm nay mày cũng đừng gọi tao là Reno nữa. Sao vậy? Cứ gọi tao là Phi. Phi bóng như hồi đó. Ê, mừng sao bạn Phi bóng với bạn Tấm Tàn nắm tay nhau đi làm nghệ sĩ diễn viên gì mà thân thiết lắm rồi sao giờ kỳ vậy? Hết rồi. Tao với Tấm Tàn nghỉ chơi với nhau luôn rồi. Sao vậy? Reno. Ủa, tại không có đây hả? Cậu đây không có cá đâu mày ơi. Với lại nước đọng rồi, cá không ăn đâu. Đi chỗ khác câu. Đây tao cầm mình nè. Ê, đi trước nha. Ê, sao thằng này chuyển qua chơi với thằng Thành ta? Đó, thế nữa đi. Anh hai, mua bán không lo, chụm đầu châu mỏ nhiều chuyện gì đây? Chú hai. Anh uống cái gì? Cà phê anh hai? Ý cũ. Dạ. Chú hai, mày dạo này bụi rảnh lắm sao? Không ra, không thấy chạy xe, không thấy sửa xe chân tèo. Đâu có đâu. Sáng con chạy con cuốc xe rồi. Thấy chưa nắng quá ghé đây uống miếng nước nghỉ mát rồi chiều chiều chạy tiếp. Vậy đó hả?
giống làm việc công chức quá ha. Ừ, làm vậy đi, mau giàu lắm đó. Thế anh Hồ. Ủa, Thánh Tàng. Lý do tại sao mày nghỉ chơi với tao? Bị mày chơi tốt quá làm chi, ai dám chơi với mày. Ê, tao sao mà không tốt không ai chơi với tao. Mày đừng có cảnh khóe kiểu đó nha. Mày đừng nói nữa. Cái lúc mày lên Sài Gòn á, ai giúp đỡ mày? Ai tìm trường cho mày đi học? Rồi ai giới thiệu những vai diễn đầu tiên cho mày? Thậm chí là thằng nào đó chở cho mày đi diễn? Bây giờ mày đối xử tao vậy? Mày coi được không? Nhưng mà tao muốn biết lý do tại sao mà mày nghĩ xấu tao, mày nghĩ tao chơi xấu mày. Cần gì phải nói mày ơi, có bằng chứng đàng hoàng. Đâu? Có hay nói nha. Có mới nói chứ ai dám nói khơi khơi. Đưa đây. Nè. Nè. Sao? Mày còn gì để nói nữa không? Tưởng chuyện gì? Cái clip này hả? Mày biết trong cái clip á là tao nói chuyện gì không? Mày chưa hiểu chuyện gì, mày chưa biết chuyện gì hết. Mà mày nghĩ tao nói xấu mày hả? Mày có biết tao gặp anh đạo diễn nói chuyện gì không? Chuyện gì? Thôi được rồi, để tao kể cho mày nghe. Hôm bữa đó, cái anh đóng cặp với tao nè, bị xe đụng gãy chân. Cho nên đạo diễn á mới kêu tao lại tìm bạn diễn nào á để mà thế vai đóng hợp, phù hợp mà diễn tốt với tao hay không. Rồi sao? Thì tao đề xuất cho mày được vai Tư Phúc rồi đó. Mày còn nghĩ xấu tao nữa hả? Thiệt không? Mày đâu có chịu nghe tao nói. Tao với mày chơi chung bao nhiêu năm nay á, mà tình bạn của tao mày coi nhẹ hơn ba cái lời nói dốc nói láo của thằng Thành này nè. Mày đừng nói vậy nghe chưa Thành. Tao biết tại sao mà mày ghét tao. Để bây giờ mày cố tình á, mày nói xấu tao với anh nội cho tao nó xích mít phải không? Ê, mày vừa phải phải nghe chưa. Mắc cái mớ tao phải ghét mày. Có phải hồi trước á, mày qua nhà tao mày ăn trộm con mèo, bị tía tao phát hiện được, cho nên mày mới để bụng, mày ghim trong bụng mày á, rồi mày lợi dụng thời cơ nè, mày nói xấu, mày chia rẽ tao với nó chứ gì? Chuyện này có thể không Thành? Không phải gì đâu. Hôm bữa tao qua tao mượn con mèo nhà nó chơi, chứ có lấy gì đâu. Không phải đâu Geno. Geno, bữa nay tao muốn gặp mày á, là tao báo mày được gia Tư Phúc rồi đó. Mày về mày mua quần áo mày đầu tư đi. Còn có chuyện mày muốn chơi chung với tao nữa hay không á, tao không quan tâm đâu. Geno. Ủa, nó nói gì? Mình chung vai thiệt không ta? Cô đường 1, tích 3. Cô ba ơi, cô ba ơi. Phúc, cũng tại vì mày, cũng tại cái miệng của mày nhiều chuyện mà cô Hai Tiên không chịu lấy tao. Cô ba ơi, cô ba đừng hiểu lầm cô ba ơi. Con không có phản bội cô ba đâu cô ba ơi. Em, hôm nay mày phải chết. Cô ba ơi, đừng mà cô ba ơi. Nhưng mà tao đâu thể để cho mày chết một cách dễ dàng như vậy được. Hôm nay mày phải trả giá cho sự phản bội của mày. Cô ba ơi, đừng cô ba ơi. Mày có nghe câu giết lầm còn hơn bỏ sót. Cô ba ơi, con lại đừng cô ba ơi. Tao phải cho mày sống. Trời ơi. Mày không mở miệng được. Trời ơi. Để cho mày trả giá cho sự phản bội của mày. Cô ba. Trời ơi, ghê quá. Ê, má má má, khúc này hay nè má. Thôi, hết chưa? Rồi, xong rồi đó tím á. Hết chưa? Dạ hết rồi. Mẹ ơi, tao qua cơ mày đóng cái vai gì mà ác ôn quá vậy tám? Mày đóng vai giết người hả? Tím má biết sao? Cuối cùng á, cậu ba lên cơn đau tim. Đó là cái kết cho sự độc ác của nhân vật cậu ba. Nhưng mà té ra Tư Phúc chính là người cứu cậu ba. Cho nên trước khi chết á, cậu ba đã giao hết toàn bộ tài sản cho Tư Phúc luôn. Vậy cái kết cũng có hậu quá chứ ông ha? Ừ. Thì nó đúng với cái nhân quả đó phải không? Dạ đúng rồi tía. Đúng với cái tựa phim vậy. Dạ. Cậu ba. Tư Phúc. Hay quá cậu ba ơi. Tám. Bảy. Anh bị gì vậy?
Trời ơi, trên mạng gần gần cái vụ gia dĩ của mày không biết gì hết trơn hả? Kệ đi. Kệ gì kệ? Trời ơi, anh ngồi hả, anh cãi lộn với tụi nó không? Muốn gãy cái tay luôn. Mà công nhận nha, tụi này nó lì thiệt. Cãi gì mà nó cãi hoài luôn á. Mà em coi mấy comment tụi nó comment coi, nhận được không? Thôi không coi đâu. Giờ mình càng trả lời tụi nó càng công kích thêm chứ không có được gì hết á. Không đọc không? Anh đọc cho mày nghe nè. Con nhịn nổi không? Để kiếm kiếm cái này nè. Đây 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 cái này đây. Thằng này là thằng quỷ chứ không phải là người. Nhờ qua cái gia diễn này mà nó sống thật với bản thân nó. Thằng này tâm nó ác nên con người nó ác, thì nó diễn cái vai này mới ác được như vậy đó. Quá đáng thiệt chứ. Bởi vậy sao anh nhận nổi? Quán gì làm thêm cái núi sợ ma mà chết. Hồng ơi. Dạ. Cái nước uống của Hồng ơi. Dạ. Y như cũ hả anh? Không, bữa nay không uống cà phê, hôm nay nổ mụn quá. Chuyển qua cam giác đi. Hên quá. Dạ, đây anh. Trời đất ơi, lẽ dữ gì đâu mà dắt cái có liền vậy? Cái này em pha anh tính uống á, mà anh tới em bán luôn. Trời đất. Muốn hỏi gì hỏi đi. Trời ơi, anh hay thiệt luôn á. Sao biết em muốn hỏi? Trời đất ơi, tôi nhìn thấu tới tim đen cô mà. Xà xuống là tôi biết muốn nói gì rồi. Anh hả? Tấm tàn á, công nhận á, đóng phim hay thiệt luôn á. Coi á mà rùng mình luôn á. Cũng mừng cho nó được chút tài năng. Trời ơi, quá tài luôn chứ làm gì có một chút. Anh hai. Gì nữa? Em nói anh hai nghe nè. Anh biết không, bữa giờ ở quán em á, có mấy người đó là fan hâm mộ của cô Hai Tâm á. Hai Tâm trong cái phim của thằng Tám nó đóng đó hả? Dạ. Cũng có dính líu gì tới thằng Tám đâu mà nói. Em nói anh nghe nha, thằng Tám á, nó đóng vai này giống vai cậu ba, quá ác luôn, ác kinh khủng. Nó đi vào á, nó dí vô mặt Từ Phúc ha, cái xong cái nó nhốt vô nhà kho, cái nó tra tấn tan nhẫn lắm, từ từ cho đau đớn vậy đó anh. Trời hả, còn cô Hai Tâm á, nó không cho ăn uống luôn, nó làm cho thân tàn ma dại lê lết, thảm hại vô cùng luôn. Ồ, đó người ta đóng phim đó mà. Dạ, đó là phim. Ừ. Mình nghĩ là giả đúng không? Người ta không có nghĩ vậy đâu anh. Chuyện nó cũng đâu có gì đâu. Em nói thêm chuyện nữa nha, đừng nói em bao đồng. Chuyện gì? Tụi nó đang thành lập băng nhóm á, 500 anh em á xuống kiếm tấm tàn á, kiếm cậu ba đó. Kiếm cậu ba trong phim hả? Không, kiếm cậu ba ngoài đời đó. Kiếm Tám hả? Dạ. Ủa kiếm Tám gì? Trời ơi, đợt bính Tám á anh. Trời đất ơi, làm gì đến Tám? Thì tại vì nó đấm, nó quá là độc ác. Để tôi về tôi kiếm Tám à. Dạ, anh đi liền đi. Chứ không hỏi á, nó xử thằng Tám á. Miệng ăn mắm muốn nó bậy bạ không? Không lao không? Cái gì vậy? Không biết nữa. Thôi vậy coi. Chết máy à. Coi coi. Để lại coi. Không lên nè. Cái xe này thiệt luôn á. Cái xe hư 3-4 lần kêu sửa thay đi luôn rồi. Không chịu. Thôi, cần nhằn gì nữa giờ phụ tao đẩy về đi. Xui thiệt. Tức thiệt mày ơi. Gì dạ? Tức tao mà gặp cái thằng đóng vai cậu ba ngoài đời là tao xử nó liền. Nó ác quá. Nó xích nữa nó giết Tư Phúc luôn á. Trời ơi, từ cái chuyện gì? Tư Phúc thì nó tha,
vì nó lên cơn đau tim đúng lúc. Nhưng mà còn cô Hai Tâm á là bị nó hành hạ sống không bằng chết. Thì đó, nên bây giờ tao quyết tâm á rủ thằng Tuấn với thằng Kinh, tụi mình lập một cái nhóm tẩy chay phim luôn. Đúng rồi, mà cái thằng đó tên gì? Tên gì nhiều hạt lắm nè. Thanh Long. À đúng rồi, Thanh Long. Thì đó, Thanh Long đóng vai cậu ba. Đúng rồi. Không ngờ mới đóng bộ phim chút xíu mà góp về quá trời anti fan luôn. Rồi giờ em tính sao Tám? Em nghĩ chắc cũng không có sao đâu. Xong phim người ta quên hết trơn à. Với lại tía má không có xài mạng xã hội, cho nên tía má không có biết đâu. Sao điện thoại em im gu à? Điện thoại anh toan vậy. Em tắt nguồn hôm qua nay rồi, không muốn phiền phức gì nữa hết á. Mà từ nào tới giờ anh có xài mạng xã hội nhiều đâu, tự nhiên sáng nay quan tâm quá vậy? Thì nghe mày đóng phim, lên mạng coi phim hay hay dở. Mà thôi, hết phim á thì nó quên hết trơn à, không có gì đâu. Với lại lúc nhận cái vai diễn này á, em cũng biết trường hợp này xảy ra hết trơn rồi, cho nên em chuẩn bị hết á. Anh bây giờ anh lo tắt nguồn điện thoại đi cho đỡ nhức đầu. Để tắt điện thoại. Quên. Tắt điện thoại rồi lái mối rồi nó sao liên lạc. Thì anh đăng xuất cái Facebook ra thôi chứ có gì đâu. Không được luôn. Sao vậy? Anh hay đăng hình của chị Bảy mày với thằng Cốc. Anh phải ngồi canh hôm nay được bao nhiêu like, lên được mấy like. Trời đất ơi, hai vợ chồng của anh sống ảo vậy luôn á hả? Anh Tèo. Ủa, mới về Tấm Đạt? Dạ mới về. Bù cỡ gà không có đi đóng phim Cậu Ba Nhân Quả gì hả? Phim quay được phân nửa rồi, nhưng mà bữa nay đoàn phim nghỉ xả hơi cho nên về nhà chơi chút xíu vậy mà. Vậy hả? Đúng rồi, quên giới thiệu. Anh này thấy quen không? Có. Trên truyền hình á. Có. Đó, diễn viên đóng vai Cậu Ba nè. Đó, quen không? Thằng này em tôi ở xóm này à, về chơi. Tên gì? Tên dạ, nghệ danh của em là Thanh Long. Thanh Long. Biết mà. Thanh Long mà, biết. Đẹp trai ghê không? Hai anh. Hai anh có coi phim thì nhớ ủng hộ em nha. Có, tụi tao coi hết chứ. Coi kỹ là đằng khác kìa, mà không ngờ gặp cậu Ba ngoài đời luôn á. Công nhận, phim chiếu mới được phân nửa thôi mà đã được có người nhận ra mình rồi. Thích thiệt. Đừng vào bậy của ngày lên tay rồi. Rồi im rồi đó. Thôi, anh Tèo làm đi nghe. Em qua quán của Hồng nha, xíu rảnh uống cà phê chung. Bển trước đi, xíu tao qua. Dạ. Ê, đứng lại, đi đâu mày? Hả? Chuyện gì vậy hai anh? Chuyện gì? Cường hào ác bá, máu lạnh. Tụi tao coi phim rồi, tụi tao căm thù vai cậu Ba thay cho Tư Phúc và Hai Tâm. Cậu được ước thấy, hôm nay tụi tao sẽ trả thù cho Tư Phúc và Hai Tâm. Hai anh làm gì vậy? Đó chỉ là phim thôi mà làm gì gặp tôi ngoài làm dữ vậy? Không có nói nhiều, bây giờ quýnh nó khỏi quay phim luôn. Trời ơi, sao quýnh ta? Ui da. Hai mày làm gì vậy? Kim chị à? Hả? Ai mày nói ác quá chị? Thằng ơi, tụi mày kiếm chuyện không? Kiếm chuyện tôi báo bạn giờ á. Bảo đi, Tài, mà lấy điện thoại ra quay, coi cho dân tình biết là mà đời nó sống sao. Đúng rồi. Nè, hai anh đừng làm tầm bậy nha. Làm gì xúc phạm nhân quyền của tôi thưa đó. Tụi tao quay video chơi thôi mà. Đúng rồi. Ủa mày được không? Quay coi chừng thấy mặt mày truyền hình gì kìa. Thằng Tám đi đâu từ sớm giờ? Về nhà chưa? Chưa. Đâu biết đi đâu. Đâu nói. Nó có nói với bà đi đâu không? Không, nó không nói đi đâu hết. Chắc nó vòng vòng trong xóm chứ đâu. Trời ơi. Ủa, bộ có chuyện gì không? Vô đây, làm gì vậy? Bớ người ta, diễn viên cướp điện thoại. Diễn viên Thanh Long giật đồ. Im. Làm gì vậy? Hả? Vừa cướp vừa lại làm hả? Báo công an chứ. Báo công an. Báo đi.
tao báo công an bắt tụi bay luôn nè. Thôi mà anh Tèo, thôi tao báo thiệt á, nếu vậy hả công an xả xuống gông đầu hai tụi bay lại. Nó báo thiệt à? Ê, mình đừng báo. Có gì từ từ nói anh đi. Có gì từ từ. Tao báo nè. Anh Tèo, để em tính. Nè, tôi nói cho hai anh biết, phim á là phải có người hiền, có người ác thì mới có cái hay cho người ta coi. Đúng rồi, tụi bay có bị điên không hả? Thần ơi, người ta đóng phim thì phải có người đóng vai hiền, có người đóng vai ác mới có chuyện người ta coi. Ai cũng đóng vai hiền hết rồi coi gì chảnh. Lao hết sức vậy. Tại mày ý. Với lại á, mai mốt hay anh tỉnh táo giùm cái đi. Phải biết phân biệt được phim là phim, đời là đời. Chứ có đâu mà coi phim á, rồi thấy diễn viên đóng vai ác ở ngoài đời á, tới tấn công người ta như vậy. Ờ, làm hành động y như nít vậy. Nè ha, tao nói cho tụi bay nghe ra ha, cái thằng này nó là diễn viên, nó có nghề võ đó, cũng hên là tao với nó hiền á, gặp người khác người ta đục cho tụi bay mỏ máu không rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi cho tụi tôi lấy xe về nha. Dạ. Tụi em xin lỗi anh Thanh Long. Dạ tụi em cũng hiểu chuyện rồi, tụi em giác ngộ được, anh cho em xin lỗi đi. Dạ. Thôi không có gì hết trơn á, thôi anh đi, không có gì đâu. Không, nghĩ sao đi được. Em làm gì nữa đâu anh. Gì anh Tèo? Còn 40 ngàn tiền sửa xe tao làm chi? Tính kiếm chuyện người xù luôn hả? Dạ. Đây. Sửa xe là tính không trả tiền hả mày? Để em gửi anh uống nước luôn anh. Không được, phải thối lại đầy đủ. Dạ. Vậy em lấy xe về nha. Nè, qua lấy xe về. Dạ, em về liền. Đội nón lên đàng hoàng. Đội nón không ăn bắt rồi mày. Lao không à? Gài lại. Gài lại. Té thấy muốn nổi giờ. Nhanh đi, sợ bị đánh hả? Thiệt, xui xẻo thiệt chứ. Tao mới xui nè, ngồi nhà sửa xe cũng bị trúng đạn của mày nữa. Thôi, xin lỗi anh Tèo nha. Lâu lâu ghé thăm anh chút á, mà phiền phức ồn ào ở nhà anh quá à. Có gì đâu mày ơi. Đó, về coi Lăn Hột Gà đi, để không hỏi mặt bầm không đi đóng phim được đó. Dạ thôi em biết rồi. Thôi em về bển nha. Ừ à. Rảnh anh em uống cà phê. Chiều tôi qua. Dạ. Về đi. Thiệt tình. Kìa về kìa. Trời đất ơi. Trời ơi sao vậy nè con? Cái mặt sao vậy nè? Mặt mày sao dữ vậy? Dạ, con mới bị khán giả đánh. Sao bị khán giả đánh? Tại vì họ ghét cái vai cậu ba trong phim của con á, cho nên họ xúm nhau họ đánh con á tía. Trời đất ơi. Mèn đét ơi, người gì mà kỳ cục vậy? Người ta đóng ác đạt vậy á mà quýnh người ta. Trời ơi, thì họ lưu manh quá trời luôn à, sao không trở tay kịp má. Thôi, vô lấy dầu sức cho nhỏ đi, ngồi đó nói hoài đi. Ma lấy thuốc sức con nghe. Dạ. Đất nói nhiều không bỏ. Nhức quá tía ơi. Đừng có mặt vậy sao đóng phim được con. Dạ không có sao đâu tía, vô trong đó có make up quá trang á, người ta che cho mình được mà. Ráng chịu đau nghe con. Dạ. Nhẹ nhẹ má ơi. Đau lắm hả con? Dạ. Trời ơi ráng đi má, sức chút vô. Trời ơi chết rồi, cái chỗ này sức là rác lắm đây nè. Dạ. Từ má ơi. Trời ơi. Từ mà sức nhẹ nhẹ vô nó. Dạ. Trời ơi thiệt á. Thôi không có đóng phim gì nữa hết á. Nghỉ đi. Gì đâu mà tao nói thiệt, đóng mới có mấy tuần à mà bị đánh tới 2 lần rồi. Không sao đâu má, thì giờ phim bây giờ cũng đang quay giai đoạn cuối rồi. Con mong là tình hình sắp tới ổn mà, không sao đâu. Tốt hơn đâu thì chưa thấy. Mà đó, nó bị đánh bầm dập vậy đó. Nghỉ đi, cho nó an toàn.
tía. Cứ để nó đi diễn đi. Cái nghề nào cũng vậy đó, cũng có người thương người ghét, quan trọng là nó diễn được hay không. Chứ con nó đi diễn được rồi đó, không có sợ vậy đó. Dạ đúng rồi đó má. Nếu mà con thích nghề đóng phim quá thì thôi từ đây về sau á, kiếm mấy cái vai hiền hiền mà đóng, đừng đóng mấy cái vai cường hào ác bá đó nữa, người ta ghét, người ta quýnh cho. Trời đất ơi, chọn vai là do đạo diễn người ta chọn, chứ bà chọn được hả? Ông biết không, tôi đi chợ á, người ta mắng vốn tôi đầy chợ luôn kìa. Người ta nói á, là thằng con hay lúa, cái tâm nó chắc cũng ác như vậy đó, cho nên mới đóng đạt mấy cái vai ác đó đó. Đó, hả, con đóng cái vai cậu ba đó nghe. Người ta ghét cái vai cậu ba của con, mà người ta ghét luôn má đó. Ôi, tào lao hơi sức nào đâu nghe. Con xin lỗi tía má nhiều lắm. Cũng vì con mà lúc nào tía má cũng phải lo cho con hết. Kệ họ đi, họ nói gì họ nói, đường mình đi. Dạ, không biết rồi tía. Thôi, không có sao đâu má, má yên tâm đi. Thì chung con là diễn viên mà, thì cũng lúc dày lúc khác. Con được đóng nhiều dạng vai vậy nè, thì có cơ hội con chứng tỏ cái khả năng của mình, vậy là tốt chứ không sao đâu má. Ừ, thì thôi, con thích đóng phim quá vậy thì giờ má có muốn cản con cũng đâu có được. Dạ, con cảm ơn tía má nhiều lắm. Cứ làm cho nó tốt đi, mai mốt tao mở hãng phim đóng cho nó đã. Cái gì mà cứ túm tím mà anh à? Ông coi thằng Tám nhà mình ở đóng phim khác nè ông. Nói phim mới nữa đó, thấy chưa? Trời ơi, nó đóng cái phim này nè, thấy nó hiền khô à. Mà nè, nhìn có vẻ kiên trực ghê không? Ra dáng đàn ông trưởng thành đó. Ừ, nó đóng được nhiều vai vậy đó, cũng là có tài đó chứ. Con tôi mà. Thôi đi, đừng có nổ. Mới hổm ai kêu nó bỏ nghề đi, ai kêu nghỉ đóng phim đi, bây giờ khen đáo khen để. Ông này, chuyện quá lâu rồi cứ ghẹo tôi hoài. Bà thay đổi á, chỉ có tôi mới theo bà nổi thôi. Dạ thưa tía má, mới qua. Ờ. Ủa? Dạ. Ủa tắt điện sao cá đâu vậy? Dạ đâu có phải cá của con. Hồi nãy giao trái cây ở ngoài chợ cho người ta. Dạ em gặp bà Năm bán cá, bà kêu con á đem về cho má. À, dạ. Bà nói hôm bữa bà coi phim nhập tâm quá nên chửi thằng Tám, nói má đừng giận bà nữa. Vậy hả? Vậy bà hết giận rồi hả? Dạ. Coi như bà muốn qua xin lỗi má mày đó, nhưng mà ngại qua thấy nó cũng kỳ phải không? Rồi thấy mày vậy để cho mày hối lộ cho mày hai cá đó, rồi nhờ mày qua mày truyền đạt lại cho má mày đó chứ gì. Dạ chắc vậy tía. Cái tội này là cũng là cái tội tham ô đó nha mày. Bà cũng biết chuyện, giờ bà không giận tôi nữa tôi mừng lắm rồi. Tôi sợ mất bạn à chứ. Ủa bà? Dạ. Có coi phim mới của thằng Tám chưa? Dạ có má. Trời ơi, cái cảnh nào mà có thằng Tám á là con không bỏ một giây một phút nào luôn á má. Hay ha. Dạ. Ô đi, cả nhà khen nhau hoài kỳ. Tía má. Ủa anh Bảy mới qua. Ờ. Em Tám. Dạ. Em sao rồi? À, mọi chuyện bình thường rồi. Bây giờ em ra đường á cũng không ai dòm ngó liếc thấy gì em hết á. Không sao đâu. Đoàn phim ta cũng về thành phố mất đất rồi. Của nhân vật cậu ba trong phim nó cũng chết rồi. Giờ người ta quan tâm đó là người ta quan tâm tới cái nhân vật chính thôi, chứ ai quan tâm tới mày nữa Tám ơi. Tía nói giống như là con bị mờ nhạt, con bị lãng quên không bằng vậy. Ủa
chứ không lãng quên chứ muốn người ta nhớ hả? Nhớ hoài đăng tay giấy quýnh mình nữa hay gì? Ủa? Tám. Dạ. Nói gì nói nha. Anh thấy em diễn xuất sắc. Phải không? Hay lắm nha. Dạ. Coi được á, lượt phim sau á, mình làm vai chính đi. Ờ, đúng rồi đó. Thôi đi vậy ơi, làm nông thì lo làm nông đi. Biết cái gì ba cái vụ phim ảnh mà chen vô đó vai chính vai phụ. Nói không đúng, đã nghe ta cười chết mày ơi. Ông thiệt tình, má thấy đúng đó. Bây giờ hen, con lựa vai chính con đóng đi. Đó, đừng đóng mấy vai phụ nữa. Đóng mấy cái vai chính á là thường thường á là hiền lành nè, rồi cương trực nè. Đó, như vậy đó mới nhiều người mới nhớ tới mình. Mà người ta nhớ rồi người ta thương nữa. Dạ. Nhanh nổi tiếng. Ôi bà ơi, cái chuyện đó để đạo diễn người ta lo. Bà lo chợ búa, cơm nước kìa, chen vô nữa. Con thấy má với anh Bảy nói đúng á tía. Con nè, hai cái phim vừa qua là con đóng là chỉ là vai phụ thôi. Nhưng mà sắp tới con phải tìm cơ hội con đóng vai chính mới được. Ha, biết đâu con may mắn rồi sao. Cái đó tùy con, tía không có ý kiến, phải không? Tùy con, năng lực, rồi phấn đấu, rồi làm sao đó cho nó thành công, phải không? Dạ. Alo. Dạ phải anh. Dạ 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 em biết rồi, em cảm ơn anh. Ngày mai em đến Sài Gòn liền. Dạ dạ dạ. À! Tía má, thằng Tám sao vậy? Cái gì vậy Tám? Bị gì Tám, bị gì Tám? Tía má nhìn vậy thôi, con được người ta chọn vô vai chính trong phim mới rồi. Việt Nam đá vô đâu rồi hả? Không phải, thằng Tám, tôi mới nói là nó chọn vai chính nó đóng. Bây giờ nó có vai chính rồi kìa. Đúng rồi tía ơi. Tía ơi, tía, con sắp làm anh của ngôi sao rồi tía. Tôi cũng là sắp làm má của ngôi sao rồi nè ông ơi. Trời ơi vui quá. Cũng ở lại đằng sau luôn nữa. Đây nè tía nè, người ta mới đứng đầu, phải không? Con hứa với cả nhà nha, con sẽ không để mất cơ hội lần này đâu. Con phải cố gắng làm hết khả năng của mình luôn. À bây giờ đúng rồi, má chạy ra chợ liền. Cái má mua thêm đồ. Cái về cái má nấu cái nồi lẩu mắm. Dạ. Sẵn có hai con cá lóc hồi nãy. Dạ. Đó, cả nhà mình ăn mừng. À, ê nhớ qua kêu con nhái qua luôn nghe con. Ẩm con qua. Dạ. Cả nhà mình có một bữa tiệc ông hen. Dạ. Má nhớ ra chợ mua thêm tôm cua cá ghẹ mực cho con ăn nghe má. Rồi bệnh ngôi sao nữa rồi đó. Thế này tía cứ theo ghẹo con hoài. Nói chơi cho vui vậy thôi. Chứ tôi nghe thằng Tám được vậy, nãy giờ tôi mừng muốn đứt ruột luôn nè. Phấn đấu nghe con. Dạ, con sẽ cố gắng. Khó khăn lắm mới gặp nhau. Mà sao anh không nói gì hết trơn vậy? Thì những gì anh muốn nói với em anh nhắn tin hết rồi. Giờ anh chỉ muốn nhìn em thôi. Bây giờ anh đừng có nhắn tin cho em nữa. Sao ngộ vậy? Từ quen anh tới giờ lần nào hẹn hò cũng lén lén lúc lúc như vậy. Em thấy mệt mỏi lắm. Gạo Tào ơi. Trời Phật ơi, điểm sửa xe gì không có gì hết trơn nè. Đâu rồi? Nghỉ ngày rằm mùng 1. Phật độ ơi. Ủa? Tía? Tía đi đâu đây? Quang Tèo mượn cái bó lết về sửa cái máy bơm. Mà nó nghỉ nó mất tiêu rồi. Trời, nghỉ ngày rằm mùng 1. Ông làm như là ông bán quán ăn. Tao hiểu rồi. Một tháng nghỉ 2 ngày. Rằm với mùng 1 mày biết chi không? Chi tiếp? Đi 2 xe ăn bán. Hèn chi. Thiệt giờ đi sửa xe cũng phải coi ngày nữa trời. Tía nè, đi mượn cái mỏ lết mà bố cũng coi ngày nữa. Mấy ngày này mượn không có. Không có chủ.
Thôi mình về tiếp. Về chứ ở đây chi? Dạ, chở tí vậy. Thôi. Ủa, chú hai, mấy cò? Dạ. Kiếm tờ hả? Dạ, anh cắt giùm sợi dây sên. Sên gì cắt? Dạ, xe em nè. Thánh thần ơi, xe mày chạy bằng dây Google chứ dây sên đâu cắt. Ủa, có gì hả? Mà mày muốn làm gì, lát quay lại sau đi. Giờ tao phải chở bao gạo đi giao cho khách rồi. Ủa, chứ không phải đi bán sen hả? Sen bán sáng rồi, giờ rảnh giao gạo kiếm tiền mày. Trời Phật ơi, mày làm cái gì, mày làm một cái thôi. Mày làm cái gì mà sầu bần giống như tèo. Làm nhiều nghề kiếm tiền cứ vợ chú hai. Thì biết rồi đó, làm nhiều nghề kiếm tiền cứ vợ. Nhưng mà mở tiệm sửa xe, bữa được bữa cái, mất khách hết sao? Đâu sao đâu, giờ khách người ta biết ý con trơn rồi. Ai mà xui xui bữa nào xe hư vô gặp với mùng 1 á là phải chờ bữa sau con mới sửa. Trời đó, đó là có giá dữ ha. Chứ sao, không đi trước đây chú hai, đi giao gạo cho người ta. Sửa sau nha mấy cò. Trời Phật ơi, cái thằng này hết biết thiệt chứ. Alo. Ủa sao hôm nay anh chuyển qua giao gạo nữa rồi? Em vừa mới ở tiệm sửa xe của anh về nè. Rồi khi nào anh về? Em không có chờ được đâu. Tía má cho đi chỉ có một chút xíu thôi đó. Gạo. Anh tới rồi nè. Sao nói anh đi công chuyện mà? Thì anh tính đi công chuyện. Mà nghe nói em không chờ anh được. Thôi anh quay về đây, anh gặp em trước. Rồi đi giao gạo sao cho người ta cũng được. Bởi vậy tí em nói anh là đúng mà. Chú Chính nói anh gì vậy? Tí em nói á, anh làm nhiều chuyện lắm mà không có chuyện nào chính hết á. Cái chuyện chính của anh là cái chuyện sửa xe đó. Vậy sao hôm nay anh nghỉ? Tại sao anh đi hái sen anh bán? Sao anh không về mở tiệm đi? Rồi anh đi giao gạo chi vậy? Thì bán sen xong rồi anh sẵn anh giao gạo cho người ta kiếm thêm. Rốt cuộc là cái công chuyện nào của anh là chính? Gạo. Nay em sao vậy? Sao em hỏi anh mấy câu kỳ cục vậy? Nay em khó chịu khó tính với anh vậy? Em không có khó chịu. Em không có khó tính. Mà là tía má em khó tính. Hồi lúc đầu em còn binh vực cho anh được. Bây giờ em nhớ lại, tía má em nói đúng lắm. Anh là đàn ông con trai mà anh không có lập trường. Anh làm đủ thứ nghề chứ có phải anh làm biến đâu gạo. Anh làm đủ thứ nghề. Vậy nghề chính của anh là gì? Danh phận của anh là gì? Anh là thằng sửa xe thôi chứ danh phận gì nữa. Nếu như vậy á, anh không chuyên tâm sửa xe đi. Anh sửa xe á, kiếm không đủ tiền nuôi anh nữa. Làm sao sao để anh lo được cho em? Xác định như vậy đúng không? Mình chia tay đi. Gạo. Sao em lúc này lúc khác? Làm sao anh biết được ý em muốn sao? Lần này là em nói dứt khoát đó. Chia tay là chia tay. Anh không có thích vậy đâu đó. Anh không có thích em hỏi chúng là chia tay, hỏi chúng là chia tay đâu. Thì kệ anh chứ. Em không quan tâm nữa. Anh muốn làm gì anh làm đi. Anh gạo. Gạo. Tức ghê. Nói xíu gì giận. Tội mấy chục cuộc không thèm nghe. Alo. Từ gài chở gì sao đừng có kiếm thằng tèo kêu nó chở người chở hàng vậy chớ nghe. Thằng tèo xe ôm nó chết queo rồi.
Ủa, làm sáng sớm quẹo đeo vậy? Kệ tao. Anh Tèo, có cắt dây cô ro không? Dây cô ro gì mà cắt? Thay hôm nay thôi cắt. Cắt 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 tối ngày. Mới đầu tháng cắt riết, cắt duyên tao luôn rồi nè. Trời ơi, không có phải tía má nó nói không đâu. Mà tao thấy mày cũng vậy nữa. Mày làm cái gì tao thấy sao đâu, nó cái gì nó cũng ra gì chứ. Tao thấy đàn gái tao chê cũng phải thôi. Một thân một mình mà làm hai ba công việc. Không phải, tới bốn công chuyện lận đó ông. Tôi thấy nó sửa xe nè, rồi nó chạy xe ôm nè, rồi trồng chuối nè, rồi hái sen nữa. Bốn lận. Bốn chuyện mà không có chuyện nào ra chuyện nào chứ. Bây giờ mày nói đi, bây giờ mày bỏ cái nào rồi mày theo cái nào cho dứt khoát. Giờ chú Hai hỏi con, con cũng biết trả lời sao. Trời đất ơi, con đâu thấy cái bỏ cái nào được đâu. Con thấy bốn cái nào cũng tốt hết trơn á. Giờ coi như cái chuyện mà trồng chuối á, thì nhà con có đất sẵn trồng không tính đi. Còn ba cái kia á, cái chạy xe ôm là con chạy đó giờ rồi. Giờ cũng có nhiều khách quen, ví dụ ngày được cuốc hay cuốc cũng có tiền mua gạo, tiền mua nước mắm, nước muối, đồ ăn. Còn cái mà tương lai, cái mà được nhất á là cái sửa xe. Mà đâu phải ngày nào cũng có xe sửa đâu, cũng có bữa đắt bữa ế. Ờ, rồi còn cái nghề hái sen thì sao? Cái hái sen là cái mà kiếm tiền nhiều nhất luôn á. Một ngày hái sen là bằng 3-4 ngày chạy xe ôm luôn. Mà ngặt cái tháng được có 2-3 ngày hái sen à, không bỏ được, ổn lắm. Bây giờ về đi, bây giờ nó tóm lại là bây giờ người ta kêu mày, mày muốn người ta kêu mày bận gì? Tèo sửa xe, hay là tèo xe ôm, hay là tèo trồng sen, hay là tèo trồng chuối, muốn cái nào? Con cũng biết tèo nào nữa. Tèo nào cũng được đi. Tèo cù lao heo đi, bước qua muôn bèo lụ đạn nổ chết queo đi. Tào lao nó đang buồn chóng á, nghĩ cách giúp nó đi nè. Quyết định cái chuyện nào cho ra chuyện đó đi, chứ mày cứ lông bông gì hoài, mệt quá. Không biết làm sao. Chuyện gì rồi nó cũng sẽ có cách giải quyết à. Đừng có lo quá, nghe, đừng buồn. Dạ thưa tía má, mới qua. Một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Gầm mùng 1, 30 gì làm hết. Hay. Con nghe chú Mừ ơi. Con qua chở chú đi công chuyện tí coi. Chở chú đi hả? Dạ để con qua liền. Chạy. Đừng có chạy xe ôm nữa. Bây giờ mình là thợ sửa xe rồi. Dạ 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 chú Mừ, chú Mừ. Con nghỉ chạy xe rồi. Chú muốn đi đâu? Con kêu đồng nghiệp cũ con qua chở chú đi. Thôi nhưng mà chú thích mày chở à. Mày chở an toàn. Mà mày nhiều chuyện nữa nó đỡ buồn ngủ. Thôi qua chở chú nha. Dạ dạ. Không có nhận. Dạ không không chú, con quyết tâm rồi, con nghỉ chạy xe ôm. Thôi mày gắn, mày sắp xếp, mày qua chở chú một lần nữa đi nha. Chú thông cảm cho con nha. Thôi đành tao kiếm xe khác vậy. Dạ dạ đúng rồi, phải vậy chứ. Vậy ha. Ừ, anh trà đi anh Tèo. Mày đã xác định kỹ rồi đó thì bỏ bớt ba cái chuyện tào lao đi, bây giờ tập trung vô vụ sửa xe đi. Dạ anh yên tâm đi, cái xóm này không xe ai hư là em giới thiệu qua anh làm hết. Nhớ người mày. Dạ. Nhớ giới thiệu anh em à. Dạ làm cái gì đó thì cũng từ từ, phải nghiên cứu cho kỹ ra làm. Dạ. Đừng có dục tốc bất đạt, biết không? Dạ con cảm ơn chú Hai, cảm ơn bảy nhiều nha. Lần này ha con phải qua con nói chuyện với Năm Gạo, cho Năm Gạo biết được tấm lòng tấm chân tình của con mới được. Ở bển á, người ta cũng không có chê bai gì con đâu. Nhưng người ta muốn xác định cho nó kỹ. Đặng người ta gả con gái người ta, phải không? Rồi phải có tương lai, sự nghiệp, rồi nghề ngỗng, rồi tâm huyết đàng hoàng. Thì người ta mới yên tâm. Dạ. Rồi, vậy đi qua bển nói chuyện với người ta đi. Dạ, cảm ơn chú Hai. Đi trước kìa bảy. Dạ. Đi kìa chú Hai. Chú Hai, chú Hai, chú Hai, chú Hai. Chú Hai đâu vậy ạ? Có
phê chứ đâu, mày đâu đi sáng xã vậy? Trời ơi, chưa nắng quá, xin vô nhà chú Hai tá túc chút xíu. Trốn nợ hay đâu? Trời, trốn nợ vẫn biết, sáng giờ con sửa xe mệt cũng chết luôn á. Nhờ hai nhái nó đăng lên trên mạng giùm con á. Giờ bà con xẻo lá xẻo lát gì, người ta ung ung kéo tới sửa xe muốn ngập mặt luôn vậy á. Vậy đó hả? Rồi chạy qua đây nổ chứ gì? Đâu có, con nổ gì, hôm qua kể chú Hai nghe hơi lố chút xíu. Quá lố chứ chút xíu gì, sửa xe mà sửa tới ngập mặt luôn. Nhưng mà nhớ nè, làm ăn á, cái gì cũng từ từ, làm phải có uy tín, nó chậm nhưng mà phải chắc nghe. Con cũng phải cố gắng mà được chú Hai ơi, để cho gia đình bên em gạo, chú Chính đồ thay đổi cách nhìn về con. Thôi, chị chúc mừng mày nghe. Cảm ơn chú Hai. Chị ghe nè, năm gạo. Chị Hai nhái, cái chuyện mà em nhờ chị á, anh Tèo có biết không chị? Sao mà biết được, chị có nói đâu. Mà giờ anh Tèo anh tưởng đâu chị là cái người tạo cái trang sửa xe đó chứ không phải là em nữa. Mà chị gặp anh Tèo á, anh Tèo anh có anh Tèo anh có buồn gì không chị? Buồn gì? Từ khi cái tiệm sửa xe đó đông khách á, là anh làm quần quật từ sáng cho tới tối luôn vậy á. Vậy hả chị? Mà anh Tèo anh không có nhắc gì tới em hết á hả? Thiệt tình hai người luôn á. Mới hôm trước thấy thân thiết, vậy mà bữa nay chia tay, không mà đỡ cho kịp. Không có, tại vì em chỉ nói như vậy thôi, thử coi ảnh có thay đổi gì không. Mà thôi, em có công chuyện rồi, em tắt máy nha. Ủa, vậy thôi. Qua nhà nông gạo sao rồi? Có nông gạo ở nhà đâu. Ủa gì đâu? Đi Sài Gòn rồi. Làm gì? Ai biết đâu, tự nhiên không nấu tiếng nào, bỏ đi một nước vậy. Thôi, không sao đâu. Bởi người ta nói hồng nhan bạc phận, không ngờ đúng ngay tao luôn á. Ý anh là thì mày thấy đường tình duyên tao lận đận không? Hôm đó sáng tao mới soi gương, tao mới phát hiện ra lý do tại sao. Tại vì tại tao đẹp trai quá. Thôi, gọi cho người ta ăn tiếng đi, rồi dẹp bỏ cái liêm sỉ của mình lại. Người ta mong anh lắm kìa. Giờ anh gọi anh xuống nước năn nỉ trước thì cũng được đó. Nhưng mà lỡ mai mốt năm gạo em được đằng chân, lân đằng đầu, cái lần nào em cũng giận, em cũng chia tay hết rồi sao? Nhưng mà anh là đàn ông con trai, anh phải xuống nước trước chứ, không lẽ bắt năm gạo. Mà anh không sợ mất năm gạo hả? Sợ sao không? Anh sợ mất năm gạo lắm luôn á. Nhưng mà lỡ rồi, giận cũng đã giận rồi, lần này anh phải cho năm gạo một bài học. Anh không gọi điện, anh không xuống nước, anh không năn nỉ. Thiệt tình. Mà không có số của mình mà ta.
Alo. Alo, có phải anh Tèo không? Dạ đúng rồi. Xe em bể bánh rồi, anh tới sửa giùm em nha. Ủa ở đâu vậy chị? Dạ dạ, dạ. Ok ok. Dạ, ra liền ra liền. Hồi nãy gọi anh ra sửa xe là em đó hả? Thì cái gì mà thì? Sao nãy không nói là em đi? Làm anh tốn mấy phút phải lấy đồ nghề nữa nè. Em đứng đây em chờ anh nắng rồi sao? Thì rồi sao em đi Sài Gòn em không nói anh tiếng nào chứ vậy? Thì em chỉ thử tình cảm của anh như thế nào thôi. Em giỡn xíu rồi. Giỡn gì mà giỡn? Anh yêu em vậy chưa đủ, sao em còn phải thử thách anh nữa? Vậy sao em đi Sài Gòn biết bao lâu mà anh không nhớ em xíu nào vậy? Sao em biết anh không nhớ em? Anh nhớ em lắm luôn á. Ai nói với em là anh không nhớ em? Thì chị hai nhái đó. Gì? Thì vậy đó. Mà cứ lén lén lúc lúc vậy? Anh đang canh tía má em á. Mình hẹn hò bí mật như vậy hoài, anh cũng khổ tâm quá. Anh sợ tía má em thiệt hả? Không phải anh sợ cho anh, mà anh sợ cho em á. Anh sợ về nhà rồi em bị tía má rầy. Vậy rồi khi nào anh gặp tía má em? Gặp gì? Thì gặp để xin hai đứa mình quen nhau. Chứ mà hẹn hò lén lúc bí mật như vậy hoài á. Em nói rồi á, đây là lần hẹn hò bí mật cuối cùng á. Anh đi gặp tía má liền. Không cần đâu. Sao vậy? Sao em đổi ý liên tục vậy? Tại vì á, tía má đã cho em quen với anh rồi. Cái gì? Tía má đã cho em quen với anh rồi. Hồi nào vậy? Hồi nào vậy? Thiệt luôn hả? Sao hay vậy? Thì chú Hai đó, chú Hai qua nhà chơi, xong rồi chú Hai nói với tía má em là anh đã xác định công ăn chuyện làm rồi, nhất định anh sẽ thành công. Anh nhất định sẽ thành công. Anh đang rất là cố gắng. Em ráng chờ anh nha. Chờ xíu. Alo. Để bến xe hả? Rồi rồi. Vậy để tao tới liền. Có người kêu anh đi giá xe. Cũng hên nãy đi hẹn hò với em, cái anh có xách thùng đồ nghề theo. Anh đi nha. Anh, hay là em đi chung anh cho vui ha. Anh với em cùng đi. Nhái, nhái. Thì khổ nói ghê. Ủa chị nhái, bầu bì mà sao đi xe Honda một mình vậy?
Thì hồi nãy chị cho thằng Cóc nó ăn mà bột hết, cái chị phải đi gấp nè. Mày nãy bị gì vậy? Đề nó không nổ. Anh coi giùm em đi. Ủa, hồi bữa tôi nghe đồn chia tay chia chân gì mà sao tự dưng nay tình thương mến thương dữ à? Thì nhảy nhảy xuống nghe nè. Sao anh kể cho em một tin mừng, tin vui luôn, vui hơn tin em có bầu luôn á. Vui hơn em có bầu? Ừ. Đừng có nói với tôi là ăn năm gạo nó. Ê trời đất ơi, nói bậy bạ ta đồn chết. Chứ sao? Tin vui là tía má năm gạo á chịu anh rồi. Thiệt hả? Ừ. Vậy thì lo mà đem trầu câu qua hỏi liền đi, chứ để lâu mất á. Em với bẫy cọ nghe, bây giờ về nhà sắm con heo đất bự chà bá mập thù lù vô nghe, bỏ vô chổng. Thôi khỏi lo ba cái chuyện đó. Ai chứ anh Tèo á là vợ chồng nhà em, để riêng một khoản luôn. Chỉ cần khi nào mà thấy cái thiệp mời thôi là đi liền. Hứa vậy à? Nhưng mà chúc mừng hai người nghe. Ừ. Ờ, anh nói đúng rồi đó. Tụi nó thương nhau thì mình tạo điều kiện cho tụi nó đến với nhau đi. Cấm đón tụi nó làm gì? Càng cấm á, nó càng phản tác dụng rồi đó nghe. Chú không chứ. Bộ đồ dí á, đám cưới bãi cò tôi còn giữ nguyên đó nghe. Tụi nó mà cưới một cái đó là tôi có mặt liền á. Rồi